Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 187. Đạo nhân áo bào vàng khinh thường nói, ta cảm thấy các ngươi quá dây dưa, cứ trực tiếp ra tay giết chết đám người đó, cần chi phải lãng phí thời gian. Nhạc trưởng môn không nhịn được liền hỏi, Hạ Thiên kia đã chết thật rồi sao? Tuyệt đối chết thật. Đạo nhân áo bào vàng ngạo nghễ nói, bảo tháp đại tu di kim cung của ta kết nối linh mạch Thiên Sơn. Hắn chúng tam âm hàn sát trưởng, lại được truyền tống đến chân núi Thiên Sơn, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ bị ép thành cặn bã, đại la kim tiên cũng khó mà cứu được. Nữ nhân kia của Hạ Thiên đâu? Nhạc trưởng môn lại hỏi. Đạo nhân áo bào vàng cười nhạo, bảo tháp là pháp bảo chí cao truyền thừa lịch đại của phái Thiên Sơn ta. Vậy là tốt rồi. Nhạc trưởng môn cảm thấy thoáng thả lỏng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian, tận lực trong vòng 3 ngày lấy cho bằng được linh mạch vạn năm của núi tuyết. Bên trong bảo tháp đại tu di kim cung, Ninh Nhụy Nhụy mờ mịt nhìn chung quanh. Ánh sáng nơi này khá lờ mờ, giống như một buổi tối cuối thu khi những đám mây dày tụ lại. Cảnh tượng trước mắt rơi vào trạng thái mơ hồ, giống như người bị cận thị nặng tháo mắt kính xuống. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái nhìn xung quanh. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt xương, thị lực của nàng cao hơn người thường. Cho dù trong hoàn cảnh đưa 5 ngón tay cũng không thấy, nàng vẫn có thể nhìn rõ tình huống chung quanh. Đây là nơi nào? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác có chút đau đầu. Vừa rồi rõ ràng nàng bị trưởng môn phái Thiên Sơn dùng bảo tháp trấn áp, tại sao lại rơi vào chỗ này? Chẳng lẽ đây là thế giới bên trong bảo tháp? Ninh Nhụy Nhụy ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Miễn cưỡng nhận ra không gian nơi này có chút hạn hẹp, quả thật giống như bên trong tháp. Đối với cái nứt không gian, nàng cũng không lạ lẫm gì. Bất luận bí cảnh quy khư hay là bí cảnh u minh, thật ra đều không khác gì mấy, chỉ là không gian lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Ha ha, lại có người mới tiến vào. Peace, có hương khí, là nữ nhân. Bao lâu rồi không có nữ nhân tiến vào. Nhanh, mau đến đây để ta ngửi một chút. Ta dám cam đoan đó là đại mỹ nữ, nước miếng của ta không ngừng chảy xuống, hãy để cho ta ăn một miếng. Nữ nhân, ta muốn liếm chết ngươi. Để cho ta sung sướng trước. Một lát sau, bên trong không gian tràn ngập những lời nói ô uế, khiến người ta cảm thấy nóng nảy, phiền muộn. Tất cả câm miệng lại cho ta. Ninh Nhụy Nhụy nhấc lên khí tức bên trong đan điền, đột nhiên quát lớn một tiếng. Tiếng quát như sấm. Chấn động màng nhĩ người ta đau nhức. Những người này lập tức tỉnh hồn lại, nữ nhân trước mắt đúng là không dễ trêu. Đám người lần yếu sợ mạnh không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên, vẫn còn một số biến thái gan to bằng trời, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chậc chậc chậc, vẫn là một quả ớt nhỏ, ta thích. Lúc này, một cự hán cao hơn 2 mét liếm môi một cái nhào về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi muốn chết. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy dâng lên cảm giác chán ghét cực độ, trực tiếp lấy ra kiếm hoàn, chém cự hán kia thành 2 nửa. Bành! Cự hán kia ngã xuống đất, không còn thở nữa. Dám giết người ở đây! Tiểu nương môn, ngươi mới là muốn chết. Ta sẽ bắt lấy 2 chân của ngươi, kéo ngươi xuống để bảo tồn. Ha ha, lỗ mãng đúng là lỗ mãng, ngu chết đi được. Đám người còn lại có không ít hạng người hung hãn. Cảnh tượng như thế khiến bọn chúng nóng nảy hẳn lên, toàn bộ giống như dã thú phát tình, dương nhanh múa vuốt vọt đến trước người Ninh Nhụy Nhụy. Tất cả đều là cặn bã, giết sạch thì tốt. Ninh Nhụy Nhụy đến đây, không biết vì sao lại không kìm nén được sát ý trong lòng. Nói là làm, chỉ thấy Lưu Vân Thiết Nhận giống như nước, phiêu động 4 phía, tung bay trên dưới. Không bao lâu sau, nàng đã giết chết hết những người này. Những người kia mở to mắt cực lớn, có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, không còn bất cứ kẻ nào dám phát ra lời khinh thường nàng nữa. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, còn ai miệng thúi muốn thử mũi kiếm trong tay ta có sắc bén hay không? Nữ hiệp, tha mạng. Tha mạng chó cho ta đi. Những người còn lại lập tức quỳ xuống cầu xin Ninh Nhụy Nhụy tha thứ. Tất cả câm miệng. Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh chỉnh lại toàn bộ suy nghĩ. Nàng nghĩ đến một vấn đề, nếu nơi này là kẽ nứt không gian, điều này nói rõ Hạ Thiên nhất định cũng sẽ bị nhốt ở một nơi nào đó trong này. Nàng hỏi, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy một người, không, là một băng cầu vào đây hay không? Những người kia liếc mắt nhìn nhau,
nhất thời không ai lên tiếng trả lời. Sao? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, tất cả muốn chết đúng không? Mau trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc có hay không? Có. Ninh Nhụy Nhụy đe dọa như thế, lập tức có người trả lời, khoảng 5-3 phút trước khi ngươi vào, có một quả băng cầu rất lớn vào đây. Thế quả băng cầu đó đâu rồi? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Hướng bên kia. Có người tiện tay chỉ một vị trí, sau đó giải thích, nơi đó thông đến chân núi Thiên Sơn, có đệ tử áo bào vàng thủ vệ. Trừ phi có lệnh phù Thiên Sơn, nếu không, ngươi sẽ không vào đó được. Ninh Nhụy Nhụy lười quan tâm cái gì có lệnh phù hay không lệnh phù, cầm Lưu Vân Thiết Nhận lướt về phía đó. Quả nhiên, nàng đến trước một cửa hang, có 4 nam tử áo bào vàng canh giữ. Nhưng lại là 4 người chết. Những người này đều là một kiếm đứt cổ. Nhìn từ thương thế, người giết bọn họ chỉ xuất có một kiếm. Một kiếm giết 4 người, không thể không nói đây nhất định là một cao thủ kiếm thuật. Ninh Nhụy Nhụy cũng không ở lại đây quá lâu. Nàng bước qua 4 thi thể, tiến thẳng vào trong hang. Ban đầu, 4 vách tường cực kỳ chật hẹp. Ninh Nhụy Nhụy miễn cưỡng chen vào. Khoảng nửa phút sau, không gian càng lúc càng rộng, ánh sáng cũng càng lúc càng nhiều. A! Bỗng nhiên nàng hụt chân, rơi thẳng xuống dưới. Nhưng rất nhanh nàng đã chạm được mặt đất. Ninh Nhụy Nhụy đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là một hang động cực kỳ rộng. Quan trọng nhất trên đỉnh động còn có mấy ngọn đèn huỳnh quang, chiếu sáng hang động như ban ngày. Vừa rồi, tia sáng chỗ hẹp của hang động hẳn là phát ra từ chỗ này. Ninh Nhụy Nhụy vòng qua vòng lại trong động nửa vòng, lại phát hiện có thủ vệ ngã chết trước cửa. Những người này cũng bị một kiếm cắt đứt cổ, hẳn chết chưa được bao lâu. Chẳng lẽ là Hạ Thiên giết? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh đã phủ định. Hạ Thiên giết người không cần lao lực như thế. Hắn cũng ít khi sử dụng kiếm. Hạ Thiên giết người trên cơ bản không cần binh khí, thường là một quyền hoặc một cước là xong việc. Cùng lắm là thêm ngân châm. Đao kiếm, súng pháo gì đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Trừ phi đối phương sử dụng, Hạ Thiên sẽ để đối phương tự gánh chịu hậu quả. Được rồi, ta cũng không phải đến tra án, cũng không phải ta giết, chẳng cần quan tâm bọn họ chết như thế nào. Ninh Nhụy Nhụy lại bước qua những thi thể này, tiến vào một đại môn hơi bí ẩn. Đằng sau cánh cửa, hành lang khá tĩnh mịch. Hai bên trái phải vô cùng bóng loáng, sạch sẽ giống như hai mặt gương. Bên trái Ninh Nhụy Nhụy soi ra một bóng người, thân hình không khác gì nàng cho lắm. Gương mặt cũng như vậy, nhưng nhìn thoáng qua lại là đàn ông. Nếu như ta sinh ra làm đàn ông, hơn phân nửa sẽ là bộ dạng này. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, thậm chí còn nhảy mấy lần, di chuyển hai vòng, xem thử nam nhân trong gương có làm giống nàng hay không. Chơi một hồi, nàng cảm thấy mệt, vì thế nàng lại đến gần tường bên phải. Cảnh bên trong cũng không có gì khác thường, thân hình, bề ngoài đều giống nàng như đúc. Đợi nàng đi hai bước, rốt cuộc cũng có chút khác biệt. Người trong gương ngã xuống. Đây là nguyên lý gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, bên trong bí cảnh quy khư, nàng chứng kiến cảnh tượng còn quỷ dị, khó lường hơn, được rồi, đây không phải là lúc để chơi. Hạ Thiên vẫn còn đang chờ nàng. Hoặc có thể nói, nàng muốn biết Hạ Thiên rốt cuộc như thế nào. Nghĩ như vậy, Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng xuyên qua hành lang. Đợi nàng đi xong, trong tấm gương hai bên. Hai người chậm rãi phóng ra. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó còn làm một sự trao đổi, chui vào tường kính của đối phương. Sâu trong lòng đất, hai đại hán kéo một băng cầu cực lớn bước nhanh đến một tĩnh thất, trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử tháp vệ bái kiến tổ sư. Trong tĩnh thất, một nam nhân thanh niên mặc áo bào màu vàng, đầu đội ngọc quan ngồi xếp bằng trên giường đá. Nghe được tiếng động, hắn ta mở mắt. Thanh niên áo bào vàng thản nhiên hỏi, chuyện gì thế? Trưởng môn, thông qua tu di tháp, một tiên thang đã được đưa đến. Đại hán lông mày ngắn hồi đáp, chúng ta phụng mệnh đưa đến để tổ sư sử dụng. Tiên thang. Thanh niên áo bào vàng nghe xong, không khỏi hứng thú, ở cái nơi bỏ đi này chẳng lẽ còn có người thân phụ đạo thể vô thượng.
Đại hán lông mày ngắn ngoài cửa cao giọng bổ sung một câu, trưởng môn nói người này thể chất đặc biệt, cực kỳ tương tự với người mà tổ sư đã đề cập. Thanh niên áo bào vàng nghe xong, lập tức đẩy cửa ra nhìn, nhưng vừa đến cửa đã dừng lại. Hắn ta thoáng suy tính 2-3 giây, sau đó đưa ra quyết định, các người đưa thuốc dẫn đến đan phòng, ta tắm rửa thay quần áo, sau đó sẽ đến. Rõ. Hai đại hán lập tức lĩnh mệnh, sau đó đứng lên kéo băng cầu to lớn đến đan phòng. Đan phòng dưới lòng đất cực kỳ lớn, diện tích gần bằng 10 sân bóng nhỏ. Bên trong bầy đầy đan đỉnh to to nhỏ nhỏ, cùng khói trắng bốc lên dưới hố. Đặt cái thứ này ở đâu đây? Một đại hán trong đó hiển nhiên đã hơi mệt, nhịn không được liền hỏi. Nếu là tiên thang, nhất định phải bỏ trong đan đỉnh lớn nhất rồi. Đại hán còn lại đáp. Thế là, hai người kéo băng cầu đến trước đan đỉnh chính giữa nhất. Đan đỉnh cao bằng 3-4 tầng lầu, bên trên còn dựng một cái thang máy dùng để vận chuyển hàng hóa. Hai người hợp lực đẩy băng cầu lên cái thang, sau đó khởi động đi lên trên nhất của đan đỉnh. Nắp đan đỉnh tự động rời sang hai bên, lộ ra trung tâm đỉnh lô. Đẩy xuống đi. Hai đại hán hít sâu một hơi, sau đó đẩy băng cầu xuống. Kết quả, băng cầu bay thẳng lên, đập vào bên cạnh đan đỉnh, rơi xuống, nứt ra một cái khe. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại hán lông mày ngắn cảm thấy không ổn, cái tên vương bát đản ngươi tại sao lại dùng khí lực lớn đến như vậy? Huyền băng cầu rất bể, lát nữa tổ sư không lột ra ngươi là không được mà. Lột ra cái đầu ngươi đấy. Đại hán không dâu còn lại mắng to, lão tử rõ ràng đã thu lực, nhất định là ngươi đã dùng sức quá mạnh, lại còn đổ hết lên đầu ta. Đại hán lông mày ngắn mắng lại, ta thấy ngươi chỉ muốn làm cho xong việc để còn lười biếng nữa. Đã đến nơi này rồi còn lười cái gì được nữa? Đại hán không dâu tức giận nói, lát nữa tổ sư luyện đan còn không phải chúng ta đốt lửa sao? Đại hán lông mày ngắn ngẫm lại cũng đúng, nhưng rồi lại nghĩ đến một khả năng khác này, ngươi có cảm giác huyền băng cầu kia hình như nhẹ hơn thì phải. Đúng vậy. Đại hán không dâu gật đầu, nhưng vì sao thế? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này. Đại hán lông mày ngắn do dự một chút. Sau đó nói, tổ sư rất nhanh sẽ tắm rửa thay quần áo xong, chúng ta bỏ đồ vào trong đỉnh rồi nói. Hai người kia lại chuyển băng cầu vỡ vụn lên cái thang, sau đó bỏ vào trong đỉnh. Băng cầu vừa rơi vào trong đỉnh, lập tức bị một vòng đồng quấn chặt. Thuốc dẫn đã để đàng hoàng chưa? Không bao lâu sau, thanh niên mặc áo bào vàng mới chậm rãi bước đến, nhẹ giọng hỏi, được rồi, mở linh mạch, hợp thành đan tài. Ra lửa. Ta muốn bắt đầu luyện đan. Rõ. Hai đại hán không dám nói chuyện vừa rồi, bước xuống bậc thang, đến bên cạnh đan đỉnh chuẩn bị công việc. Không bao lâu sau, hố trong đan phòng, khói trắng càng lúc càng đậm, hợp thành một luồng khí lưu màu trắng, sau đó tập trung vào trong đan đỉnh. Lửa bên dưới cũng được đốt lên. Thanh niên áo bào vàng ngồi trên bảo tọa, bóp tay niệm quyết, đốt lên một tia hỏa khí, trong nháy mắt điểm về phía đan đỉnh. Bù. Toàn bộ đan đỉnh phát sáng lên, xuyên qua kính tròn trước đỉnh có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật trong đỉnh, rõ ràng có mấy người, có nam có nữ. Bành, bành, bành. Người bên trong còn sống, không ngừng đập vào cái gương tròn, miệng kêu la cái gì đó. Tuy nhiên, âm thanh lại không truyền ra được bên ngoài. Cái gì? Thanh niên áo bào vàng vừa mới niệm vài câu, chợt phát hiện có chút không ổn. Nghiêm túc quát lớn, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao minh hỏa lại không còn? Hai tên phế vật các ngươi muốn chết phải không? Không cần muốn chết, bọn họ đã chết rồi. Một âm thanh lười biếng vang lên bên cạnh. Thanh niên áo bào vàng nghe được âm thanh xa lạ, không khỏi giật mình, quay sang hướng người nói chuyện, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong đan phòng của ta? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Người đến khó chịu nói, về phần tại sao ta đến được nơi này, vậy phải hỏi các ngươi rồi. Không phải các ngươi đưa ta đến đây sao? Ngươi chính là tiên thang kia. Con ngươi áo bào vàng ngưng tụ, lộ ra thần sắc kinh nghi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi mới là thang đấy. Một người nhìn không có gì lạ, nhưng nội tú tại tâm, còn có khí tức siêu thoát. Thanh niên áo bào vàng nhìn chằm chằm Hạ Thiên,
càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, ở cái nơi bỏ đi này lại có được đạo thể vô thượng. Mặc dù còn chưa thức tỉnh nhưng cũng đủ rồi. Tiếp theo, hắn ta cảm khái nói tiếp, người xác thực không phải thang. Người phải là chủ tài tiên đan của ta. Cút sang một bên. Hạ Thiên lại càng khó chịu, bây giờ tâm trạng của ta không được tốt, không rảnh nói nhảm với ngươi đâu. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời cho ta. Thanh niên áo bào vàng cười nhạo, ngươi có biết đây là nơi nào không? Còn ta là ai không? Những thứ này ta không có hứng thú muốn biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta muốn biết băng cầu vây khốn ta là cái quái gì? Vì sao nó có chút tương đồng với băng hỏa linh khí của ta? Ha ha, vậy thì khó trách. Thanh niên áo bào vàng mỉm cười, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, người hẳn đã trúng tam âm hàn sát trưởng. Trưởng pháp đó đối với người bên trong cơ thể chứa âm khí lại càng có hiệu quả. Đó là pháp tắc sở định, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa cũng khó mà tránh thoát. Hạ Thiên khinh thường nói, tuyệt không khó tránh thoát, nếu không phải ta muốn làm rõ ràng nơi phát ra hàn khí kia, trưởng pháp này không có khả năng vây khốn ta. Tùy ngươi nghĩ thôi. Thanh niên áo bào vàng cười khẽ tóm lại, ngươi nên ngoan ngoãn tiến vào đan đỉnh, giúp ta luyện thành tiên đan đi. Chờ một ngày ta quay về liên minh tu tiên, ta sẽ chiêu hồn cho ngươi. Lúc này, Hạ Thiên mới nghiêm túc lại một chút, củi mục như ngươi nhất định không phải người trong liên minh tu tiên. Tại sao lại không phải? Thanh niên áo bào vàng nghe xong, không khỏi tức giận, ta vốn là hoàng lệ ma tộc huyền sát giới trong liên minh tu tiên. Kết quả bị tiện nhân phù diêu kia dùng quỷ kế đánh bại, bị ép thành nô bộc của nàng ta, sau đó theo nàng ta giáng chức đến cái nơi rách nát này. Hạ Thiên nói, ngươi cũng thuộc lục ma đài. Đừng đánh đồng ta với năm phế vật đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh niên áo bào vàng chán ghét mắng to, đám ngu ngốc đó không xứng làm ma tộc. Nghe nói gần đây bọn họ còn bị một phàm nhân thu thập, quả thật buồn cười cực. Hạ Thiên cười nói, vậy ngươi có hỏi bọn họ là ai đã thu thập bọn họ hay không? Liên quan gì đến ta? Thanh niên áo bào vàng hừ lạnh một tiếng, lục ma đài là do bọn họ tự tác chủ trương, ta chưa từng nói qua ta là thành viên của bọn họ. Ta chỉ muốn luyện thành tiên đan. Sau đó trở lại liên minh tu tiên, những chuyện còn lại ta không quan tâm. Hạ Thiên nói, ngươi không cần trở về liên minh tu tiên đâu. Tây Thiên cách ngươi còn gần hơn, ta có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Ha 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 ha, nụ cười thanh niên áo bào vàng vẫn không hề tắt, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có bản lãnh đó sao? Hạ Thiên không nói thêm câu nào, giữa ngón tay hiện lên một cây ngân châm. Sao? Tiếng cười của thanh niên áo bào vàng lập tức im bặt, bởi vì hắn ta phát hiện cơ thể của hắn ta bị vỡ ra, ngươi. Ma tộc các ngươi xác thực rất lợi hại vạn năm trước, nhưng bây giờ thì... Hạ Thiên nhếch miệng, đây không còn là thời đại của các ngươi. Huống chi, nơi này cũng không phải địa bàn của các ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám bất kính với ta? Thanh niên áo bào vàng nghe Hạ Thiên nói. Chẳng những không sợ mà ngược lại còn nổi giận, chỉ là phàm nhân, chút thủ đoạn này của ngươi hoàn toàn không gây thương tổn được cho ta. Nói xong, lòng bàn tay của hắn ta dâng lên một ngọn lửa màu cam, chộp tới Hạ Thiên. Đáng tiếc ngọn lửa còn chưa chộp đến trước mặt hắn đã tiêu tán. Tại sao lại như thế? Sắc mặt thanh niên áo bào vàng trắng bệch, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, tại sao tam âm thần hỏa của ta lại bị suy yếu? Hạ Thiên lắc đầu. Hờ hững nói, nếu ngươi đừng giày vò nữa, hẳn ngươi còn mấy phút có thể giao phó di ngôn. Ta là thiếu chủ ma tộc, sống cũng vạn năm ở thế giới này, ngươi thì tính là gì? Thanh niên áo bào vàng giận dữ, cơ thể nổi lên ánh sáng màu da cam. Tiếp theo, linh khí bắt đầu nổi lên cái hố bên trong đan phòng, giống như đom đóm bay quanh ngọn nến, một luồng uy áp lẫm liệt lập tức tản ra. Ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc. Hạ Thiên khinh thường nói. Sống trên vạn năm, ngươi cũng chỉ là tên rùa đen vương bát đản. Có lẽ trước kia ngươi rất lợi hại nhưng thời đại bây giờ đã khác, đám rác rưởi các ngươi nên sớm bị quét vào đống rác. Thanh niên áo bào vàng tức đến mức mắt phun lửa, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, khẩu khí lớn thật, chỉ là thuốc dẫn mà cũng dám sủa loạn với ta. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết cái gọi là không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn ta quát một tiếng.
đưa tay điểm ra một vòng vàng màu sáng, sau đó ném về phía Hạ Thiên. Ngươi quá chậm rồi. Hạ Thiên lắc đầu. Quả nhiên, không đợi tia sáng kia khép lại, Hạ Thiên đã biến mất khỏi chỗ cũ. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Thanh niên áo bào vàng cười lạnh một tiếng, cũng không sốt ruột, lại triệu hồi thêm nhiều vòng sáng. Phốc phốc, trong đó có hai vòng sáng nhốt chặt hai đại hán, cơ thể bọn họ giống như khí cầu nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ, lập tức bị đan đỉnh hút vào. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói một câu, ngươi chỉ có chút trình độ đó thôi sao? Hừ, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Thanh niên áo bào vàng chịu không được sự kích thích này, hai tay khống chế vòng sáng. Bên trong đan thất tất cả đều là vòng ánh sáng màu vàng to to nhỏ nhỏ. Chỉ cần đồ vật nằm bên trong vòng sáng, ngoại trừ đan đỉnh, những cái khác trên cơ bản đều bạo tán, biến thành tro tàn. Mặc dù Hạ Thiên cảm thấy những vòng sáng này rất phiền nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên ma tộc này thú vị hơn những tên trước đó. Tiểu tử, đừng vùng vẫy nữa. Thanh niên áo bào vàng nở nụ cười mỉa mai, ta có linh mạch thiên sơn để cậy vào, trên người ngươi có bao nhiêu linh khí để dùng chứ? Cao thủ chân chính không cần dựa vào linh mạch. Hạ Thiên hờ hững nói, chẳng lẽ chính ngươi không cách nào luyện ra được linh khí sao? Ánh mắt thanh niên áo bào vàng tràn ngập sự bất cần, ngươi đang nói mấy lời ngu ngốc gì thế? Không dựa vào linh khí trong thời đất thì dựa vào cái gì? Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi có thể tự mình sinh ra linh khí nhé. Không sai biệt bao nhiêu đâu. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ha 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 ha. Thanh niên áo bào vàng phình bụng cười to, đúng là chết cười ta mà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoại trừ thiên đạo, chỉ có chân tiên cảnh trở lên mới có thể tự sinh linh khí. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ha ha ha. Đây chính là nghi hoặc của Hạ Thiên từ trước đến nay. Những người này gọi là ma tộc cũng được. Tiên tộc cũng được, tất cả đều rất thích chiêu bài ngoại lực hoặc linh khí giả tạo từ phù diêu tiên tử, hoặc cướp đoạt linh khí từ tất cả long mạch ở trái đất. Đối với Hạ Thiên mà nói, phương pháp tu luyện này có chút không thể hiểu được. Có được băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm, muốn tu luyện gia tăng thực lực, hoàn toàn không cần linh khí bên ngoài chèo chống. Chỉ cần song tu cùng mỹ nữ là được. Nếu gặp phải nữ nhân có thể chất đặc biệt giống như Liễu Mộng, lại càng làm ít công to. Hơn nữa, sau khi tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể sử dụng nghịch thiên bát châm phản hồi lại cho nữ nhân của mình. Cho nên, linh khí thiên địa đối với Hạ Thiên mà nói cũng không phải yếu tố cần thiết. Hạ Thiên có chút nghi hoặc hỏi, điều này có gì đáng cười không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn bộ dạng của ngươi, tu vi của ngươi cũng chẳng cao bao nhiêu. Thanh niên áo bào vàng thấy Hạ Thiên không giống như nói đùa, ánh mắt lại càng tràn ngập sát ý. Hừ, dưới thiên đạo, chúng sinh bình đẳng. Cho dù ngươi là chân tiên hàng thế, cũng không có khả năng phá hư được pháp tắc thiên địa. Còn muốn tự sinh linh khí, đúng là xuân thu đại mộng. Chỉ một chuyện nhỏ, ngươi kích động như vậy làm gì? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, bĩu môi nói, còn nữa, mấy cái vòng này của ngươi, ta chơi chán rồi. Nếu không còn chiêu thức nào khác, hôm nay đến đây thôi. Đúng là dõng dạc. Thanh niên áo bào vàng cảm giác mình bị làm nhục quá lớn, một lần nữa tăng lớn cường độ, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Chẳng những vòng tròn bên trong đan phòng càng lúc càng dày đặc, chính bản thân hắn ta cũng xê dịch, nhanh chóng đến trước mặt Hạ Thiên, một trưởng vỗ tới. Hắn ta đến từ liên minh tu tiên, so với bất cứ sinh mệnh nào ở cái nơi bỏ đi này cũng đều cao quý hơn. Mặc dù vạn năm qua, tu vi của hắn ta không tăng mà còn giảm đi. Thậm chí bởi vì một số nguyên nhân, hắn ta không thể không sống nhờ linh mạch rách nát này, hắn ta cũng không cho rằng tu tiên giả trái đất có tư cách đánh đồng với hắn ta. Phái Thiên Sơn cũng nhờ sự ảnh hưởng của hắn ta mà thành lập. Lúc đó, hắn ta nâng đỡ nhân tài để chấn hưng ma tộc ở cái nơi bỏ đi này, thậm chí thống nhất tinh cầu, giết trở lại liên minh tu tiên. Kết quả, vạn năm qua, hắn ta đã dạy ra rất nhiều thiên tài tuyệt thế ở trái đất. Kết quả cũng chỉ tu luyện đến chút cơ kỳ, sau đó gặp đại nạn, rất nhanh tiêu vong. Khi đó, hắn ta mới hiểu được vì sao nơi này lại được gọi là tiên cũng phải bỏ. Cũng bởi vì hạn mức cao nhất của linh khí đã bị khóa chết. Không có linh khí khổng lồ chèo chống, tu vi của hắn ta càng lúc càng giảm dần theo từng năm.
có thể duy trì tiêu chuẩn bây giờ đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cho nên, hắn ta biết nơi này không sinh ra được cường giả. Bất kể cố gắng như thế nào, trúc cơ kỳ cũng đã là đỉnh phong, xuất hiện kim đan kỳ đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Cho dù có sinh ra kim đan kỳ, nhưng không có công pháp cao giai tương ứng, nó cũng chỉ giòn như tờ giấy dán mà thôi. Cuối cùng, muốn cường đại, tất cả phải dựa vào chính mình. Hắn ta có một kế hoạch có thể nói là hão huyền, đó chính là chỉnh hợp tất cả linh mạch trên tinh cầu này, sau đó luyện thành tiên đan thiên đạo, cung cấp cho bản thân hóa vũ thành tiên. Đáng tiếc, phái Thiên Sơn quá yếu, nhân loại thật sự yếu ớt không chịu nổi, lại còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau, dẫn đến hắn ta bồi dưỡng người dùng được thì cũng hao phí vô số tuế nguyệt. Về phần vì sao hắn ta không đích thân ra tay, tất nhiên là hắn ta không thể nào rời khỏi linh mạch Thiên Sơn. Hồn căn mệnh mạch của hắn ta vẫn còn nằm trong tiên mộ bí cảnh thiên cung. Hắn ta bỏ ra nhiều thời gian như thế cũng không làm được chuyện gì. Nhưng tên tiểu tử Hạ Thiên trước mắt lại nói là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ đây không phải là sự làm nhục lớn nhất nhất đối với hắn ta sao? Đại tu di kiếm khí. Thanh niên áo bào vàng hét một tiếng, linh khí trong đan phòng lập tức hóa thành một kiếm mang dài 40 mét, thần uy lẫm liệt từ trên trời giáng xuống chém về phía Hạ Thiên. Một kiếm này, khí thế bức người, giống như muốn chém toàn bộ Thiên Sơn thành hai khúc. Như vậy mới thú vị được. Hạ Thiên nhìn thấy kiếm mang như núi, cười nói, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ. Ngươi hẳn còn ẩn giấu tuyệt chiêu, ngươi hãy lấy ra mà dùng đi chứ. Sắp chết đến nơi mà còn nói khoác. Thanh niên áo bào vàng cau mày, trong lòng dâng lên sự tức giận, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt, sau đó tiễn ngươi một đoạn đường. Bành! Kiếm mang lướt qua đến đâu, phá núi xẻ đá đến đó. Cả ngọn núi đều bị chém thành một kẽ nứt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra Định Hải thần châm, sử dụng châm ngoại châm nghênh đón. Chỉ là ngân châm mà cũng muốn ngăn cản đại tu di kiếm khí của ta, quả thật là châu chấu đá xe. Thanh niên áo bào vàng nhìn thấy, không khỏi cười ra tiếng, ha ha, quả nhiên là sâu kiến của một nơi rách nát. Ếch dưới giếng thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được thiên ngoại hữu thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, người nói nhảm nhiều như vậy, người không cảm thấy miệng khô sao? Chết đi! Thanh niên áo bào vàng cảm thấy Hạ Thiên đã là người chết. Nếu là người chết, xác thực không cần nói thêm chữ nào. Kiếm mang 40 mét, chém trúng ngân châm nho nhỏ kia. Kết quả lại khiến thanh niên áo bào vàng nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi nhân sinh của mình. Kiếm mang bị ngân châm chặn lại thì không nói, rất nhanh lại bị đâm phá, giống như khí cầu, bốp một tiếng nổ tung. Rất nhiều toái quang màu vàng nhạt giống như bông tuyết vẩy xuống. Không thể nào. Thanh niên áo bào vàng xác thực không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đại tu di kiếm khí là bí kỹ mà hắn ta khổ tu vô số năm. Cho dù ở huyền sát giới vạn năm trước cũng đã từng khiến cho phù diêu tiên tử nếm qua đau khổ. Cho dù tu vi vạn năm của hắn ta giảm xuống, chỉ còn kim đan kỳ, cho dù linh khí ở cái nơi bỏ đi này quá mỏng manh, không cách nào phát huy bảy thành uy lực, cho dù có nhiều nguyên nhân khác, đây cũng là công pháp cao giai của liên minh tu tiên, không thể bị một tu tiên giả ở cái nơi bỏ đi này phá giải được. Đáng tiếc, sự thật đang bày ra trước mắt, không phải hắn ta tin hay không tin. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Hạ Thiên thu hồi ngân châm. Biểu hiện vẫn chưa được thỏa mãn, vẫn còn thiếu chút nữa. Chẳng lẽ tu tiên liên minh đều là loại phế vật các ngươi hết sao? Thế thì có gì phải sợ? Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên áo bào vàng há miệng, dường như muốn nói cái gì đó, đáng tiếc lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Phốc! Bỗng nhiên, một luồng kiếm khí màu trắng chém tới, chém hắn ta thành hai nửa. Một kiếm này lặng yên không một tiếng động. Ngay cả Hạ Thiên cũng không phát hiện được. Sao? Hạ Thiên quả thật có chút ngoài ý muốn nhưng phản ứng cũng rất nhanh, vô thức muốn sử dụng phiếu miểu bộ để né tránh, kết quả lại bị khí kiếm dự phán được. Bành! Bất ngờ không kịp đề phòng, Hạ Thiên đành phải cứng rắn chống đỡ kiếm khí, cả người bị chém bay mấy chục mét, phá vỡ đan phòng mới dừng lại. Vù vù vù! Hạ Thiên còn chưa đứng dậy, lại có ba kiếm khí chém tới. Không xong đúng không? Hạ Thiên mạnh mẽ đỡ lấy, nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu. Kiếm khí đến nhanh mà đi cũng nhanh,
nhất thời không tìm ra được nó phát ra từ chỗ nào. Tuy nhiên, với tính cách của Hạ Thiên, hắn cũng lười tìm hiểu lai lịch của kiếm khí, cứ phá hết toàn bộ là xong. Tiếp theo, giữa ngón tay hắn sáng lên định hải thần châm. Hắn vận băng hỏa linh khí điểm ra ngoài. Bù! Lại thêm mấy luồng kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém tới. Nhưng vừa đến trước mặt Hạ Thiên, nó đã bị một luồng khí kình cuốn lại. Rất nhanh, toàn bộ linh khí trong đan phòng bị kéo theo, cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ. Hừ, ngươi không phải muốn cuốn lên bao nhiêu linh khí là cuốn nhé. Từ chỗ tối vang lên âm thanh của một nữ nhân nhưng giọng nói lại giống với thanh niên mặc cẩm bào như đúc. Lời còn chưa dứt, hơn 10 luồng kiếm khí ngưng tụ, trong chớp mắt đã góp nhặt được rất nhiều linh khí, giống như trời mưa chém về phía Hạ Thiên. Kiếm khí này của ngươi thật ra chẳng có gì ghê gớm. Lúc này, Hạ Thiên đã nắm được mùi vị, hờ hững nói, kiếm thứ nhất hữu dụng bởi vì nó không phát ra tiếng động, trên cơ bản không bắt được tung tích. Kiếm thứ nhất không thành công, về sau cũng vô tác dụng, ngược lại còn bại lộ vị trí của tên ngốc ngươi. Vị trí của ta, nữ nhân núp trong bóng tối không khỏi cười khẽ, nếu ngươi có thể tìm được ta, ta lập tức quỳ xuống tôn ngươi làm chủ, tùy ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý. Ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên nhếch miệng từ chối, ta không thu mấy kẻ ngu làm tiểu đệ. Nữ nhân kia cười nhạo, lại càng thêm khinh thường, chỉ giết một thế thân của ta thì tưởng mình lợi hại. Đúng là ngây thơ, hả? Âm thanh kia im bặt, bởi vì ngân châm của Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Hoặc cũng có thể thay bằng cách giải thích khác, nàng ta bị một vòng xoáy linh khí quấn lấy, sau đó dẫn đến trước mặt Hạ Thiên. Nữ nhân này núp bên trong đan đỉnh. Ẩn tàng tung tích của mình một cách hoàn mỹ, còn cực kỳ thuận tiện điều khiển linh khí bên trong đan phòng. Ngươi có thể phát hiện được ta, xem ra ngươi cũng có chút bản lãnh. Nữ nhân này giống với thanh niên mặc cẩm bào như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là giới tính. Trước đó, nàng ta núp trong đan đỉnh bởi vì có trận pháp ngăn cản, cho nên người bình thường không phát hiện được sự tồn tại của nàng ta. Điều này cũng thuận tiện giúp cho nàng ta thúc đẩy linh khí ngưng tụ thành kiếm, giết địch vô hình. Ngươi định xử lý ta như thế nào? Nữ nhân kia mỉm cười, biểu hiện không hề có chút bối rối, gương mặt nghiền ngẫm Hạ Thiên. Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hỏi, đêm qua, ánh sáng kỳ lạ trên đỉnh núi tuyết có phải do ngươi hoặc đám ma tộc các ngươi giở trò quỷ hay không? Nữ nhân kia sửng sốt, nghi hoặc hỏi, cái gì? Ngươi trả lời vấn đề của ta đi. Hạ Thiên khó chịu nói, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng có giả bộ, cũng đừng nói dối. Như vậy, kết cục sẽ rất thảm. Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả. Nữ nhân kia lắc đầu. Hạ Thiên cũng lười nói thêm câu nào, đâm thẳng cây ngân châm vào mi tâm của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia chỉ sửng sốt một chút, sau đó trong đầu dâng lên một cảm giác đau nhói không cách nào nói rõ. Giống như có ngàn vạn cây kim đang đâm vào đầu của nàng ta, a. À. Đừng núp nữa, mau ra đi. Hạ Thiên tiện tay ném nữ nhân kia vào lại đan đỉnh, lớn tiếng nói, người hẳn còn có không ít phân thân khác. Tất cả đều lấy ra hết đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Bên trong đan phòng khá yên tĩnh, cũng không có ai đáp lại hắn. Nhất định phải chơi cái trò nhàm chán này sao? Hạ Thiên nhếch miệng, vậy ta sẽ để cho ngươi chơi không thành. Vẫn không có ai trả lời hắn. Sao? Khi Hạ Thiên đang định rời đi, chợt nghe có người đang gọi tên hắn, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ. Sau đó, thuận theo âm thanh, hắn chậm rãi bước đến trước một cái hố. Những cái hố này không biết thông đến nơi nào, nhưng chỉ cần nhấn chốt mở, sẽ có linh khí từ bên trong bay ra. Hạ Thiên nhìn một hồi, sau đó nhảy vào. Này, Hạ Thiên! Ninh Nhụy Nhụy dường như nghe được âm thanh của Hạ Thiên, không khỏi kêu một tiếng. Âm thanh quanh quẩn bên trong hang động, càng truyền càng xa, nhưng không có tiếng đáp lại. Nàng cảm thấy mình giống như đi đến dưới đáy một cái hang động. Tu kiến nơi này càng thêm hoàn mỹ, là một nơi nghỉ ngơi rất tốt. Ngươi là ai? Vừa đến một lối rẽ, lập tức có hai thủ vệ mặc áo vàng đi đến, nhấc đao lên kiếm bao vây nàng lại. Con đường này thông đến hướng nào? Ninh Nhụy Nhụy nhìn hai thủ vệ một chút, thuận miệng hỏi. Bây giờ chúng ta đang hỏi ngươi.
Một thủ vệ trong đó tràn ngập phẫn nộ, hung hăng mắng to, nơi này là cấm địa phái Thiên Sơn, ngươi là ai? Vào bằng cách nào, nếu không nói cho rõ ràng, đừng trách chúng ta giết chết ngươi ngay tại chỗ. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ta được Hoàng trưởng môn mời đến. Nếu không tin, các ngươi có thể tìm trưởng môn các ngươi hỏi một chút. Hai thủ vệ nghe xong, không khỏi giật mình. Bọn họ cảm thấy nữ nhân này nói không thể tin nhưng lại cho rằng nàng ta nói không phải là không có lý. Bằng không, đường đường là cấm địa phái Thiên Sơn, làm sao có thể tùy ý để người ngoài ra vào chứ? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, sau đó nói. Một thủ vệ trong đó trên cổ còn có một vết sẹo màu đỏ. Hắn ta vẫn còn hoài nghi, ngươi là ai? Tại sao ta chưa hề nhìn thấy ngươi trong phái? Một thủ vệ khác cũng nói theo, nếu ngươi là do trưởng môn phái đến, vậy ngươi có lệnh phù thông hành hay không? Không có. Ninh Nhụy Nhụy có chút không được kiên nhẫn, ta từ chỗ bảo tháp Hoàng trưởng môn đến đây. Nếu có vấn đề gì, các ngươi tìm trưởng môn hỏi đi. Nếu không, bây giờ ta quay lại, báo cáo lại với Hoàng trưởng môn, nói các ngươi cản đường, khiến cho chuyện của ta không làm được. Thủ vệ có vết sẹo đỏ do dự một chút, sau đó hỏi, trưởng môn phái ngươi đến làm gì? Mấy chuyện này làm sao có thể lộ ra với các ngươi được chứ? Ninh Nhụy Nhụy hơi tức giận nói, có liên quan đến đại sự liên minh Cửu Sơn, nếu chậm trễ, hai người các ngươi có lấy mạng ra cũng không thường nổi, mau tránh ra. Thủ vệ sẹo đỏ còn đang định hỏi nữa nhưng lại bị đồng bạn kéo một chút. Chuyện liên minh Cửu Sơn là cơ mật, đệ tử phái Thiên Sơn bình thường cũng không biết. Bọn họ canh giữ cấm địa cũng chỉ biết được một hai mà thôi. Có thể nhắc đến liên minh Cửu Sơn, lại lông tóc không thương đến đây, có khi nhận được mệnh lệnh trưởng môn đến thật. Mặc kệ thật giả, trước cứ để nàng ta vào. Đồng bạn nhẹ giọng nói, chờ nàng ta tiến vào, chúng ta đóng cửa thật chặt, thuận tiện truyền tin tức chứng thực. Nếu nàng ta nói sai, đến lúc đó chúng ta giết chết là được. Thủ vệ sẹo đỏ gật đầu, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy, được. Vậy ngươi đi vào đi. Ninh Nhụy Nhụy thật ra cũng không muốn phiền phức đến như vậy. Ban đầu, nàng muốn đánh cho hai người kia ngất xỉu. Nhưng nàng không phải Hạ Thiên, không có cách nào đi thẳng vào, nhưng ai có thể biết được bên trong ẩn giấu cao thủ gì, có bao nhiêu người chứ? Cửa rất nhanh được mở ra. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu với bọn họ, cũng không do dự, đi thẳng vào trong. Nhưng khi nàng bước vào được một hai phút, lập tức có một nam nhân dáng dấp giống nàng như đúc xuất hiện, một kiếm giết chết hai người kia. Ngươi là ai? Nam nhân này vừa mới bước vào cửa, còn chưa đi được mấy bước, đằng sau đã xuất hiện một bóng người, mũi kiếm chỉ vào sau lưng, nghiêm túc quát hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Nam nhân này mỉm cười trả lời. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ta không rảnh chơi trò chơi với ngươi. Nếu không nói, ngươi đi chết đi. Giết ta chính là giết ngươi. Biểu hiện nam nhân này khá chấn định, thậm chí còn có chút khiêu khích, khi ngươi đi ngang qua điên đảo âm dương kính, ngươi đã khóa cùng một chỗ với ta. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, nhớ lại tấm gương hành lang vừa rồi, không nghĩ đến ở đó lại còn có huyền cơ như thế. Ta không muốn nghe mấy lời nói nhảm này. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết Hạ Thiên ở đâu. Nếu ngươi nói ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên, chưa từng nghe nói qua. Nam nhân kia lắc đầu, Thiên Sơn không có người này. Ninh Nhụy Nhụy sử dụng Lưu Vân Thiết Nhận đâm vào hậu tâm người này. Mặc dù chỉ thoáng nửa tấc, nhưng cũng khiến cho đối phương rên thảm. Nam nhân kia cắn răng nhịn đau, người tốt nhất đừng làm như thế. Ta bị thương như thế nào, nửa tiếng sau nó sẽ phản hồi gấp bội cho ngươi. Phốc, Ninh Nhụy Nhụy cũng không nói nhảm, đâm lưỡi kiếm vào sâu nửa tấc nữa. A, à, nam nhân kia rốt cuộc không chịu được, đáp lại, cách đây không lâu có hai thủ vệ mang một băng cầu đến đan phòng, bên trong có một nam nhân, có thể là người mà ngươi muốn tìm. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên rút ra Lưu Vân Thiết Nhận, lúc này mới đúng chứ, cần chi phải ăn khổ mới chịu mở miệng. Ngươi, nam nhân kia bất ngờ không đề phòng, ngã xuống mặt đất. Ninh Nhụy Nhụy có chút ghét bỏ nói, đừng dùng mặt của ta làm ra biểu hiện như thế. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Nam nhân kia có chút bất mãn nói. Biểu hiện Ninh Nhụy Nhụy lãnh đạm, đột nhiên sử dụng Lưu Vân Thiết Nhận đâm vào cổ họng người này, gương mặt của ta rất xinh đẹp, là do phụ mẫu sinh ra, chính bản thân ta rất thích,
cho nên, ta rất ghét người khác cùng mặt của ta. Tự tiện xông vào cấm địa Thiên Sơn, người chắc chắn sẽ phải chết. Nam nhân kia nhìn xuống đau đớn, căm hận nói, tổ sư còn có, sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ninh Nhụy Nhụy cất Lưu Vân Thiết nhận, thản nhiên nói, ai bỏ qua cho ai còn chưa nhất định đâu. Ha ha, ngươi đừng nên đắc ý. Nam nhân kia cười khẽ, thật ra còn một ngươi nữa. Nếu trong vòng nửa canh giờ ngươi không tìm được nàng ta sẽ hoàn toàn thay thế ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là... Ninh Nhụy Nhụy một cước đạp bay người này, thật ngại quá. Nơi này quá yên tĩnh, không ồn ào như bên trên. Hố thấp nhất là một lao tù khá sạch sẽ. Một thiếu nữ áo trắng trên người quấn xích sắt nở nụ cười nói với Hạ Thiên, không có trà ngon đãi khách, chỉ có thể mời ngươi thử một chút linh khí ở chỗ của ta. Hạ Thiên cúi đầu nhìn thiếu nữ áo trắng, ngươi là cái thứ đồ chơi gì vậy? Ta không phải đồ chơi, ta là nữ thần Thiên Sơn. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, chỉ cho Hạ Thiên một băng ghế đá, cũng chính là sơn thần do linh mạch Thiên Sơn hóa hình, nhưng cách đây rất lâu ta đã bị ma tộc vây ở nơi này. Hạ Thiên cũng không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống, vừa rồi là ngươi gọi ta. Là ta. Thiếu nữ áo trắng cũng không tránh né, trực tiếp thừa nhận. Ngươi biết ta. Hạ Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta không biết ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, thật ra ta cũng giống như vậy. Hạ Thiên hỏi, vậy tại sao ngươi lại biết tên của ta? Bởi vì những người bên trên thường xuyên bàn tán về ngươi, ta ở đây nghe được. Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng búng ngón tay, một sợi linh khí màu vàng nhạt bay đến trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên khoát tay, được rồi, ta không có hứng thú đối với thứ này. Còn có người không thích linh khí. Thiếu nữ áo trắng nghi ngờ nói. Linh khí mà ta dùng đã sớm trải qua luyện hóa, có thể trực tiếp phục dụng, hiệu quả còn tốt hơn do chính ngươi vận chuyển chu thiên mà lưu lại. Hạ Thiên lười biếng nói, từ trước đến nay ta không vận chuyển cái gì là chu thiên cả. Ngươi đúng là có chút kỳ quái. Sự nghi hoặc trong mắt thiếu nữ áo trắng càng lúc càng đậm, phàm nhân muốn tu tiên, nhất định phải khai khiếu trước, sau đó tẩy tủy phạt xương, rồi dẫn khí nhập thể, dựa vào tuần hoàn cơ thể loại bỏ tạp chất. Tích trữ tinh hoa trong đan điền khí hải. Bình thường, mỗi lần vận chuyển, linh khí lưu lại còn chưa đến 1%. Cho nên phàm nhân tu tiên khó như lên trời. Ngừng ngừng ngừng. Hạ Thiên bực bội, cắt ngang lời nói của nữ nhân kia, ta không cần ngươi phổ cập khoa học cho ta làm sao để tu tiên. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta để làm gì? Thiếu nữ áo trắng ngượng ngùng nói, thật ngại quá, đã lâu rồi không có ai tán gẫu với ta. Bây giờ nói chuyện lại có chút không dừng được. Do dự một chút, nàng thấy sắc mặt Hạ Thiên, mặc dù nhìn không kiên nhẫn nhưng cũng không tức giận. Ta muốn người giúp ta thoát khốn khỏi nơi này, không biết có được không? Thiếu nữ áo trắng hiển nhiên biết yêu cầu của mình có chút không thích hợp, ngoài miệng càng không ngừng giải thích, đương nhiên điều này có chút đường đột. Chúng ta vốn không quen biết, cũng không có giao tình. Ta mạo muội như vậy, đích thật không được thích hợp. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác, ta chờ nhiều năm như thế, cũng chỉ có lần này. Không biết vì sao, lực chấn áp của bảo tháp bỗng nhiên giảm bớt, ta cảm giác. Được, Hạ Thiên đồng ý. Thiếu nữ áo trắng sợ Hạ Thiên từ chối, liền nói tiếp, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý cũng không sao. Dù sao ngươi giết người bên trên cũng xem như giúp ta rồi. Yêu cầu ngươi làm chuyện kia, quả thật có chút hả, ngươi vừa nói cái gì? Hạ Thiên nhếch miệng, ta nói được. Ngươi đồng ý. Thiếu nữ áo trắng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Hạ Thiên có chút khó chịu nói. Nghe hiểu nhưng không nghĩ đến ngươi lại đồng ý. Thiếu nữ áo trắng còn chuẩn bị đầy đủ những lời cần nói, tự mình mô phỏng mấy chục vạn lần, thậm chí còn suy nghĩ làm sao từng bước một cho đối phương chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ đến hoàn toàn không dùng được. Nàng đứng lên. Đi tới đi lui trong nhà lao, thỉnh thoảng dừng lại nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên tự tin nói, ta biết ta đẹp trai, là soái ca đệ nhất thiên hạ nhưng ngươi cũng đừng nhìn ta như thế, ta sợ ngươi sẽ yêu ta mất. Vì sao ngươi lại đồng ý? Thiếu nữ áo trắng đưa ra nghi vấn của mình, ngươi không sợ ta cùng một bọn với đám người bên trên sao? Ngươi không sợ ta có ý đồ khác, ngươi không hỏi vì sao ta lại bị nhốt ở đây à? Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi có cùng một bọn với đám người kia hay không,
ta nhìn là biết. Ngươi có ý đồ khác hay không, tại sao lại bị giam ở đây, tất cả đều chẳng liên quan đến ta, đồng thời ta cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Ta hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ nào với cơ thể của ngươi, điều này ngươi yên tâm. Thiếu nữ áo trắng vội giải thích. Hạ Thiên nói, chỉ cần ngươi không thèm cơ thể của ta, hết thảy đều dễ nói. Bởi vì ta cũng không thích dạng người giống như ngươi. Thiếu nữ áo trắng thật sự không thể nào hiểu được Hạ Thiên suy nghĩ cái gì. Nàng hỏi tiếp, ngươi không sợ đắc tội đám ma tộc kia sao? Bọn họ vẫn còn chưa phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Trước kia ta cũng đã phản kháng qua, nhưng đã thất bại, sau đó bị nhốt ở đây. Ta đã từng xử lý mấy tên ma tộc rồi. Hạ Thiên ung dung nói, đám ngu ngốc đó khiến ta cảm thấy khó chịu. Nếu không phải không tìm thấy nơi ở của bọn chúng, ta đã sớm chảm thảo trừ căn bọn chúng rồi. Thiếu nữ áo trắng chậm rãi đáp, nơi ở của bọn họ ở bên trong một bí cảnh. Hạ Thiên hỏi, ngươi nói chính là bí cảnh thiên cung. Ngươi biết sao? Thiếu nữ áo trắng hỏi ngược lại, vậy tại sao ngươi nói ngươi không biết nơi ở của bọn họ? Ngươi có phải ở dưới đất lâu quá, đầu óc bị thoái hóa hay không? Hạ Thiên hơi tức giận nói, việc biết bí cảnh thiên cung cùng với việc biết bọn họ ở đâu là một chuyện sao? Thiếu nữ áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, xác thực không phải một chuyện. Ngươi đúng là ngốc hết mức, còn muốn ngốc hơn cả tiểu muội chân dài. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không có thời gian nhiều lời với ngươi ở đây. Bây giờ ta thả ngươi ra ngoài, sau đó còn phải về núi tuyết tìm đám người tiểu muội chân dài nữa. Ở đó đang có vài tên ngốc cần phải giải quyết. Ngươi đến từ núi tuyết. Thiếu nữ áo trắng sửng sốt, khoảng cách cũng không ngắn mà. Hạ Thiên đáp, ta được một bảo tháp rách nát truyền tống đến. Đại tu di kim cung tháp, tháp này có chút cổ quái. Gương mặt thiếu nữ áo trắng lộ ra vẻ kinh hoàng, nhẹ giọng nói, chính tòa tháp đó vẫn luôn đè ép ta. Nếu không hủy tòa tháp đó, ta sẽ không thể nào tự do được. Nói đến đây, thiếu nữ áo trắng giơ xích sắt trên người, có chút oán khí nói, ta muốn làm đứt những sợi xích này. Mặc dù phải bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng thật ra cũng không khó. Cướp đi rất nhiều linh khí, khiến cho ta thoát thân không được chính là tòa tháp đó, hoặc thứ nào đó có liên quan mật thiết với bảo tháp. Vật kia nhất định không phải đồ trên trái đất, ta muốn ngươi tìm ra thứ đó, sau đó hủy đi, điều này có thể chứ? Hạ Thiên thuận miệng nói, ta nhất định sẽ xử lý tên ngốc đó. Còn đồ gì đó, tự ngươi hủy đi, ta cũng không phải cha của ngươi, cái gì cũng phải quản. Ngươi muốn làm cha của ta? Thiếu nữ áo trắng cho rằng trong lời nói của Hạ Thiên có ý tại ngôn ngoại. Bớt chiếm tiện nghi của ta đi. Hạ Thiên hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ, thả ngươi là bởi vì ta khó chịu với đám ngu ngốc kia, cũng bởi vì vợ băng băng thường xuyên nói ta phải làm chuyện tốt, càng bởi vì vừa rồi ngươi lặng lẽ giúp ta một tay, mặc dù ta không cần ngươi hỗ trợ bất cứ thứ gì. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười xấu hổ, cũng đúng, ta yêu cầu hơi bị nhiều. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục tự do, về sau ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi ra roi, ngươi muốn làm cha của ta cũng không phải không được. Làm cha cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên khó chịu mắng, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không, ngươi đừng trách ta đánh ngươi. Thiếu nữ áo trắng hỏi, vậy ta xưng hô với ngươi như thế nào? Gọi ta là Hạ Thiên, hoặc Hạ Thần Y đều được. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, cũng là đệ nhất soái ca trong thiên hạ. Được, vậy ta gọi ngươi là Hạ Thần Y. Thiếu nữ áo trắng bắt đầu tự giới thiệu. Ta tên Luyện Tố Tố, do Linh Mạch Thiên Sơn sinh sôi linh trí, về sau hóa hình. Tên là do ta tự lấy. Nàng nói tiếp với Hạ Thiên, trên người ngươi có mang theo thần binh lợi khí gì không? Ngươi dự định cắt những sợi xích này như thế nào? Không cần thần binh lợi khí. Hạ Thiên lười biếng nói, tiện tay kéo đứt không được à? Không được. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, những thứ này cũng không phải xích sắt bình thường, có khí tức pháp tắc. Chỉ có thần binh lợi khí mới có thể cắt đứt được, binh khí bình thường đều không được. Hạ Thiên không tin những thứ này, đưa tay nắm lấy sợi xích, đột nhiên kéo một cái. Xoạt! Xích sắt không đứt, ngược lại dài hơn thêm một đoạn. Đây là thứ gì? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Hắn cho rằng khí lực của mình hơi ít, lại tăng thêm mấy phần khí lực nữa. Rầm rầm!
xích sắt một lần nữa được kéo dài thêm một đoạn. Hạ Thiên rất nhanh thay đổi mạch suy nghĩ, lấy định hải thần châm ra, đâm vào xích sắt. Linh khí cuồn cuộn như nước, tràn vào bên trong sợi xích. Đáng tiếc, vẫn không có tác dụng. Xích sắt nuốt chửng linh khí của Hạ Thiên, bành trướng thêm một vòng, càng kiên cố hơn. Ta đã nói rồi, có kéo cũng vô dụng thôi, dùng châm dẫn linh khí lại càng không dùng được. Thiếu nữ áo trắng thở dài giải thích với Hạ Thiên, trừ phi linh khí của ngươi nhiều hơn linh mạch thiên sơn. Nếu không, chỉ dựa vào sức mạnh và linh khí thì không thể nào kéo đứt được. Chỉ có thể dùng thần binh lợi khí mới có thể cắt đứt. Thần binh lợi khí. Hạ Thiên lẩm bẩm, tiểu muội chân dài có một cái. Đáng tiếc nàng ấy vẫn còn ở núi tuyết. Ai gọi ta thế? Một âm thanh từ bên trên vang lên, Hạ Thiên, là ngươi sao? A. Hạ Thiên nghe được âm thanh này, lập tức bay lên, sau đó ôm một người rơi xuống. Quả nhiên là Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, tại sao nàng lại ở đây? Đương nhiên là theo ngươi rồi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thiếu nữ áo trắng, tức giận nói, ta biết ngay mà, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi chẳng những không sao, lại còn tán được một tiểu muội muội. Tiểu muội chân dài, nàng đừng ghen tuông bậy bạ. Hạ Thiên khó chịu nói, người như nàng ta sao có thể là đồ ăn của ta được. Ninh Nhụy Nhụy nói, ngươi chính là một kẻ háo sắc, lấy đâu ra phẩm vị. Dung mạo xinh đẹp không được sao. Thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên chớp mắt, nói với Hạ Thiên, cha, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Cách gọi khiến Ninh Nhụy Nhụy như phát mộng. Tuy nhiên, rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thiếu nữ áo trắng trước mắt, ít nhất cũng phải 13-14 tuổi, làm sao có thể là con của Hạ Thiên được. Nhưng nghĩ lại, Hạ Thiên đã hơn 30 tuổi, nếu tảo hôn, có con lớn đến như vậy không phải là không có khả năng. Huống chi, Hạ Thiên đã có đứa con trai 12 tuổi đang ở Tiên Vân Đại Lục. Bây giờ có thêm một đứa con gái dường như cũng không phải là không thể. Đây là con gái của ngươi với ai thế? Ninh Nhụy Nhụy cũng nhìn ra được thiếu nữ áo trắng hơn phân nửa là nói đùa, nhưng nhịn không được vẫn chất vấn Hạ Thiên, tại sao ta lại không biết ngươi còn có một đứa con gái lớn đến như vậy? Hạ Thiên có chút bó tay, tiểu muội chân dài, nàng không ngốc đến mức đó chứ. Lời nói này mà nàng cũng tin. Vì sao lại không tin? Ninh Nhụy Nhụy nhăn mũi, ngươi háo sắc như thế, lại có nhiều nữ nhân như vậy, nói không chừng chính ngươi còn không nhớ rõ. Tiểu muội chân dài, nàng ăn dấm cũng phải chú ý đến luật cơ bản. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ vào thiếu nữ áo trắng, nàng đừng thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, thật ra tuổi còn muốn lớn hơn gia gia của gia gia của gia gia của gia gia, nàng đấy. Có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt. Hạ Thiên nói, cái này mà nàng còn không rõ à? Nàng ấy tối thiểu sống cũng mấy trăm đến hơn ngàn năm rồi. Không lâu như vậy đâu. Có 800 năm thôi. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, tuy nhiên, dựa theo tuổi thọ nhân loại các ngươi, ta khoảng 14 tuổi, gọi các ngươi là cha mẹ cũng không thành vấn đề. Đừng, ta mới 20. Ninh Nhụy Nhụy cuống quyết từ chối, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, hắn khá già, ngươi gọi hắn là cha mới không thành vấn đề. Hạ Thiên khó chịu nói, này, các ngươi đều muốn tìm đánh đúng không? Ninh Nhụy Nhụy cũng không tiếp tục nói đùa. Lúc này, nàng mới nhìn thấy xích sắt trên người thiếu nữ áo trắng, không khỏi hỏi, vậy tại sao ngươi lại ở đây? Xích sắt trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ áo trắng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, 800 năm trước, khi ta vừa hóa hình, không cẩn thận chúng cạm bẫy của ma tộc, sau đó bị bọn họ vây ở đây, trở thành tư nguyên linh khí cho bọn họ chiếm đoạt. Ngươi bị nhốt ở đây 800 năm. Ninh Nhụy Nhụy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không khỏi phẫn nộ, ma tộc quả nhiên không có nhân tính, giam cầm một thiếu nữ ở đây, đúng là không bằng súc sinh. Tiểu muội chân dài, nàng đang nói nhảm đấy. Hạ Thiên làm ra vẻ nhìn mãi thành quen, đám ma tộc kia vốn đâu phải người, lấy đâu ra nhân tính. Ngươi câm miệng cho ta. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi trừng Hạ Thiên, ngươi còn không giúp nàng ấy phá mấy sợi dây xích sắt này. Hạ Thiên lười biếng nói, cái này còn cần nàng đến nữa. Ta, Ninh Nhụy Nhụy chỉ vào mình, bước hai ba bước đến trước mặt thiếu nữ áo trắng, cầm sợi dây xích lên, dùng sức kéo, nếu ngươi còn kéo không được, ta lại càng không được. Không cần kéo,
Thiếu nữ áo trắng mỉm cười giải thích, cho dù ngươi kéo không ngừng, khí lực lớn hơn nữa cũng kéo không đứt đâu, chỉ có thể dùng thần binh lợi khí để chặt đứt. Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi, thần binh lợi khí, ta làm gì có, a, à, đúng là ta có thật. Nói xong, nàng lấy Lưu Vân Thiết nhận ra, nói với thiếu nữ áo trắng, cái này có được tính là thần binh lợi khí không? Đương nhiên là tính rồi. Thiếu nữ áo trắng nhìn kiếm hoàn trong tay Ninh Nhụy Nhụy, sau đó gật đầu, vật này không phải đến từ trái đất, rất có thể đến từ một nơi nào đó ở liên minh tu tiên, dính linh khí dị vực, cũng chính là tiên khí, mặc dù hơi yếu nhưng cũng đủ rồi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, hữu dụng là được, nhưng dùng như thế nào? Dùng như bình thường thôi. Hạ Thiên chen vào nói, trước dùng như thế nào thì bây giờ dùng như thế đó. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, hắn nói đúng đấy. Vậy thì đơn giản rồi. Ninh Nhụy Nhụy không chút do dự, đang định rót linh khí vào Lưu Vân Thiết nhận, bỗng nhiên một tàn ảnh vọt đến trước mặt nàng, đưa tay muốn đoạt kiếm hoàn trong tay nàng. Ninh Nhụy Nhụy tay mắt lanh lẹ, đưa tay thu hồi lại, nhấc chân đá tới, nghiêm túc quát hỏi, là ai? Bành! Người kia bay rớt ra ngoài, bổ nhào giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, là một nữ nhân giống Ninh Nhụy Nhụy như đúc. Nàng ta đứng lên, nhắc nhở Hạ Thiên và thiếu nữ áo trắng, nàng ta là giả, các ngươi tuyệt đối không nên tin nàng ta. Là thật hay giả, ta có thể nhận ra. Hạ Thiên khó chịu nói, ở trước mặt ta, không ai có thể giả mạo được tiểu muội chân dài. Nữ nhân kia bất mãn chừng Hạ Thiên, này, đại sắc lang, ngươi đừng đùa, nữ nhân kia chính là giả, đầu óc của ngươi bị nhúng nước rồi à. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, lá gan ngươi ngược lại rất lớn, giả mạo ta thì thôi đi. Lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác đúng không? Ngươi chính là giả. Nữ nhân kia cắn răng nói, vừa rồi ta đã giết một nam nhân giả mạo ta. Hắn ta nói còn có một nữ nhân đang mạo danh ta, và đó chính là ngươi. Ninh Nhụy Nhụy bó tay, không khỏi lắc đầu cảm thán, cho dù ngươi thông minh, chọn thời cơ này xuất hiện, muốn trộn lẫn mọi thứ, nhưng ngươi đã sai lầm một việc. Cho nên mới thể hiện là ngươi ngu ngốc. Hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, giả chính là giả. Nữ nhân kia nở nụ cười lạnh lùng, giễu cợt nói, ngươi trộm kiếm hoàn của ta, lại giả mạo hình dáng của ta, nhưng ký ức thì không thể giả tạo được, ngươi dám cùng ta đối chất không? Nói xong, nữ nhân kia nói với Hạ Thiên, có một số việc chỉ có ta và ngươi biết. Chỉ cần ta nói ra, nàng ta không thể nói ra, điều này có thể chứng minh ta là thật. Hạ Thiên nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Nữ nhân kia hợp thời nói, ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi, cái lần ngươi và Hạ Thiên tiến vào bí cảnh, người thứ nhất nhìn thấy là ai, ngươi biết không? Ngươi quả thật tự rước lấy nhục, cái này ta đương nhiên nhớ kỹ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được bật cười. Trong lúc nàng đang định há miệng, đầu bỗng nhiên tê dần, thoáng chốc cái gì cũng nhớ không được. Những gì nàng trải qua cùng với Hạ Thiên. Bây giờ nàng lại không hề có chút ấn tượng nào, người kia chính là, hả? Không nhớ nổi chứ gì. Nữ nhân kia thấy thế, mỉm cười nói, người đang tính đảo lộn âm dương sao? Người chỉ có thể giả mạo được mặt và bề ngoài của ta, còn ký ức thì ngươi không cách nào giả mạo được. Ninh Nhụy Nhụy bắt đầu luống cuống, bởi vì nàng phát hiện trong đầu của nàng không hề có ký ức liên quan. Nàng có suy nghĩ như thế nào cũng không có thứ gì xuất hiện. Ngươi còn chưa chịu thừa nhận sao? Nữ nhân đối diện nhìn không được liền lắc đầu, ta không phải kẻ khát máu. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm, sau đó xin lỗi ta, đồng ý hối cải, từ đây về sau không còn làm việc ác, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút đau đầu, quay sang nhìn Hạ Thiên. Thời gian dần trôi, nàng phát hiện hắn có chút xa lạ, đồng thời một ký ức khác xông lên não. Lúc này, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nàng không phải Ninh Nhụy Nhụy. Nàng chỉ là một linh hồn không biết tên họ sống bên trong điên đảo âm dương kính, cũng không biết sống trong trận bao nhiêu lâu, chỉ biết sứ mệnh của nàng chính là chờ một người nào đó, sau đó biến thành người đó, tốt nhất là thay thế vào. Bằng không, nàng sẽ phải trở lại trong trận, trở thành một cô hồn du đãng, vĩnh viễn không có nơi hội tụ. Lúc này, nàng nghe được tiếng thở dài. Lập tức quay lại nhìn nam nhân tên Hạ Thiên, trong lòng dâng lên sự sợ hãi vô hạn, đúng, ta là giả,
là giả mạo, xin hãy tha cho ta một con đường sống. Mau trả lại đồ cho ta, sau đó cút đi, ta cũng lười giết ngươi. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, đưa tay muốn đoạt Lưu Vân Thiết nhận lại. Bành! Hạ Thiên một cước đạp bay nàng ta ra ngoài. Ngươi! Ninh Nhụy Nhụy ngây ra, vì sao ngươi lại đánh nàng ấy? Ta đúng là giả mà. Tiểu muội chân dài, nàng đấy, đúng là ngu chết đi được. Hạ Thiên lắc đầu, lấy ra một cây ngân châm đâm vào mi tâm Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh chấn định lại, cảm giác hốt hoảng biến mất, toàn bộ ký ức mất đi cũng quay trở lại. Ta mới là thật, vì sao ngươi lại đi giúp nàng ta? Nữ nhân kia từ dưới đất bò dậy, nàng ta ngay cả ký ức cũng không có, mà ta có. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi nghe, cam đoan không có bất kỳ sai lầm nào. Thiếu nữ áo trắng đứng xem, lúc này mới không nhịn được cười, khi ngươi nói ra những lời này đã chứng minh ngươi là giả. Mắc mớ gì đến ngươi? Nữ nhân kia mắng to. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta đã nói rồi, là thật hay giả, ta đều có thể nhìn ra. Không ai có thể lừa được ta, ngươi cũng không làm được. Nhưng vì sao vừa rồi ta lại không còn ký ức? Ninh Nhụy Nhụy có chút không hiểu, loại cảm giác đó khiến ta muốn tin tưởng ta là giả. Cái gương kia chính là một trận pháp. Thiếu nữ áo trắng giải thích, khi ngươi chiếu vào tấm gương đó, ngươi bỏ đi không chỉ hình dạng mà còn gieo vào đầu ngươi một hạt giống. Nàng ta đang cố ý dẫn ngươi suy nghĩ một số chuyện. Chỉ cần ngươi thật sự suy nghĩ, những suy nghĩ đó sẽ nhanh chóng di chuyển sang đầu của nàng ta, và chúng sẽ biến thành chuyện của riêng nàng ta. Còn có loại trận pháp đó sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nghĩ lại mà sợ, giận dữ chừng mắt nhìn nữ nhân kia, đúng là buồn nôn. Ngươi nên đi chết đi. Nữ nhân kia biết mọi chuyện đã bại lộ, cũng lời ngụy trang, chỉ cười nói, ngươi giết ta cũng vô dụng thôi. Trong trận pháp có du hồn, đến lúc đó tái tạo 1, 10, thậm chí 100 người cũng không đáng kể. Ngươi có thể giết được bao nhiêu? Khốn kiếp! Hạ Thiên nhếch miệng, cứ trực tiếp phá hủy trận pháp là được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nữ nhân kia khinh thường nói, đây chính là điên đảo âm dương trận, cùng một thể với đại tu di kim cung tháp. Chỉ cần tháp còn, trận pháp sẽ vẫn còn. Hạ Thiên vẫn hời hợt nói, vậy thì đơn giản thôi, cứ hủy cái tháp rách nát đó là được. Ha ha ha! Nữ nhân kia cười như điên cuồng, đại tu di kim cung tháp khóa cùng một chỗ với linh mạch thiên sơn. Dựa vào sức của một mình ngươi, ngươi có thể chống lại toàn bộ linh mạch thiên sơn sao? Hạ Thiên mỉm cười nói với thiếu nữ áo trắng, ngươi nói sao? Cứ chặt đứt xiềng xích rồi sẽ biết. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng không do dự nữa, rót linh khí vào trong Lưu Vân Thiết nhận, sau đó cầm nó chém về phía những sợi dây xích. Sắc mặt nữ nhân kia thay đổi, hét to lên, dừng tay, thả nàng ta ra, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Vù! Một tiếng vang cực nhỏ, đám xích sắt kia quả nhiên ứng thanh mà đến, biến thành từng làn khói nhẹ, cuối cùng biến mất không thấy đâu. À, rốt cuộc cũng có thể tự do rồi. Thiếu nữ áo trắng sửng sốt 1-2 giây, sau đó mở to mắt nhìn những sợi dây xích biến mất trên người mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh hô nhảy dựng lên. Tiếp theo, nàng quay lại nói lời xin lỗi Hạ Thiên, ta đi trước xử lý một số việc vặt, có gì ta sẽ nói chuyện với các ngươi sau. Ngươi cứ tự nhiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Ninh Nhụy Nhụy thấy thiếu nữ áo trắng thu được tự do, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thành tựu. Các ngươi ở đây chờ ta rất nhanh sẽ quay trở lại. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, cơ thể biến thành toái quang, trong nháy mắt tiêu tán. Các ngươi xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Nữ nhân kia lớn tiếng trách móc, không mở ra cấm chế của tháp, cũng không phá giải trận pháp, các ngươi đã tự tiện chặt đứt huyền thiết hồn tỏa, quả thật là ngu xuẩn vô cùng. Bây giờ, ngay cả thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nội điên đảo âm dương trận cũng có thể tiến các ngươi về Tây Thiên. Câm miệng. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói, cho dù các ngươi có bị cái gì, chúng ta cũng không có bất cứ chuyện gì. Nữ nhân kia cười lạnh. Nét dữ tợn hóa thành oán độc, để phòng ngừa nàng ta bỏ chạy, trưởng môn và tổ sư đã sớm làm xong chuẩn bị vẹn toàn, các ngươi trốn không thoát đâu. Bây giờ điên đảo âm dương trận đã khởi động, đến lúc đó ta cũng sẽ nhờ vào đó mà trùng sinh, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết,
không ai có thể cứu được các ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, tổ sư mà ngươi nói, nếu là tên ngốc mặc quần áo màu vàng, vậy ta chúc mừng các ngươi trước, hắn ta đã bị ta xử lý rồi. Đánh giám. Nữ nhân kia hiển nhiên không tin Hạ Thiên, tổ sư là tiên nhân hàng thế, làm sao mà chết được. Có tin hay không là tùy ngươi. Hạ Thiên mỉm cười nói, nếu ngươi trông cậy vào hắn ta làm chút gì đó, ngươi hãy quên đi thôi. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, không cần tổ sư ra tay, chỉ uy lực của điên đảo âm dương trận cũng đủ khiến các ngươi tan xương nát thịt rồi. Ninh Nhụy Nhụy biết được uy lực của trận pháp kia, trong lòng dâng lên sự lo lắng, nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, trận pháp kia quả thật có chút biến thái, ngươi có biện pháp ứng đối hay không? Không cần ứng đối, phá thẳng trận pháp rách nát đó là được. Hạ Thiên ung dung nói. Nữ nhân kia nghe Hạ Thiên nói một cách đơn giản như vậy, cười đến mức sốc hông, ngươi cho rằng trận pháp là cái gì? Nhà ở sao? Ngươi nói hủy là hủy, thế ngươi hủy bằng cách nào? Ngươi lấy cái gì mà hủy? Mặc kệ nó là cái gì, ta muốn hủy là hủy. Trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo sự khinh thường. Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được. Trừng mắt nhìn nữ nhân kia, hừ, vừa rồi ngươi giả mạo ta, còn muốn hại chết ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Vậy ngươi đến giết ta đi. Nữ nhân kia không hề lo lắng, tuy nhiên, cho dù ngươi giết ta, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì điên đảo âm dương trận có thể phục sinh ta bất cứ lúc nào. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, nói trắng ra, ngươi không phải người sống, ngươi chỉ là một du hồn mà thôi. Ngươi mượn mặt và dung mạo của ta mới miễn cưỡng được tính là người. Nhưng ta không cho phép ngươi dùng bề ngoài của ta, ngươi nên đường hoàng tiếp nhận kết cục hồn phi phách tán đi. Nữ nhân kia khinh thường nói, muốn cho ta hồn phi phách tán, các ngươi có bản lãnh đó sao? Ninh Nhụy Nhụy cũng không trả lời, chỉ quay sang nhìn Hạ Thiên, nàng ta đang chất phất năng lực của ngươi đấy, ngươi không định cho nàng ta biết chút lợi hại à? Đúng vào lúc này, trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Nhà lao dưới lòng đất cũng bị đảo lộn trong tích tắc. Chuyện gì xảy ra thế? Ninh Nhụy Nhụy thiếu chút nữa bị ném lên trần nhà, cũng may nàng rất nhanh cố định thân hình, chỉ là nhất thời không cách nào thích ứng được. Ha ha, là điên đảo âm dương trận khởi động. Nữ nhân kia hưng phấn không thôi, lớn tiếng kêu lên, nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, các ngươi chết chắc rồi. Cho dù không chết, các ngươi cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho trận pháp. Đây là các ngươi tự tìm, ai bảo các ngươi thả nữ nhân kia ra chứ? Làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn bình tĩnh, tiểu muội chân dài, đây chỉ là một cái trận rách nát mà thôi, không cần phải bối rối. Ha ha ha, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Nữ nhân kia cười như điên, cơ thể tung bay giữa không trung, bắt đầu dần dần biến hình, rất nhanh ta có thể trùng sinh, còn các ngươi chỉ có thể chết trong tuyệt vọng. Ninh Nhụy Nhụy chợt nghe có tiếng động rất kỳ lạ, giống như có một cơn gió lớn đang thổi qua bên trong hành lang. Âm thanh này rất quỷ dị, khiến cho người nghe có chút không rét mà run, chỉ cần tưởng tượng một chút cũng tê cả da đầu. Hạ Thiên cầm tay Ninh Nhụy Nhụy, rót cho nàng một chút băng hỏa linh khí, giúp nàng yên tĩnh trở lại. Tới, tới rồi. Nữ nhân kia hưng phấn nói, ha ha ha, là du hồn trong trận. Bọn chúng đều đến đây. Các ngươi chắc chắn sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ, mỗi một cọng lông, mỗi một tấc da thịt đều không lưu lại. Sao? Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, nàng nhìn thấy từng món đồ trong suốt đang từ bên trong cái hố đi lên. Chưa đến nửa giây ngắn ngủi, toàn bộ nhà lao đã bị thứ này chiếm hết. Bọn chúng không có mặt mũi, không có hình thái, giống như một cơn gió, hơi lạnh, dùng tốc độ cực nhanh để du động, di chuyển. Giết bọn họ! Chính bọn họ đã phá hủy nơi sinh tồn của các ngươi, đoạn mất nguồn cung cấp linh khí cho các ngươi. Nữ nhân kia giống như cá gặp nước, chỉ vào Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy mà nói, chỉ có thể bọn họ, chúng ta mới có thể, a. À. Lời còn chưa nói hết, đám du hồn đã nhào vào người nàng ta, cắn xé cơ thể nàng ta từng chút một. Các ngươi làm cái gì thế? Nữ nhân kia hoảng hốt, ta và các ngươi là cùng một bọn mà. Ta cũng là du hồn. Ta, a, đi ra, các ngươi cút ngay hết cho ta. Cơn đau kịch liệt khiến nữ nhân kia liều mạng giãy giụa. Nàng ta càng giãy giụa, đám du hồn kia lại càng hưng phấn. Một lát sau, nữ nhân kia đã bị đám du hồn chia nhau ăn sạch, cái gì cũng không còn.
Vù. Đám du hồn hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, một lần nữa vọt đến Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy một lần nữa cảm thấy tê cả da đầu. Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, cút sang một bên cho ta. Thân hình đám du hồn kia đột nhiên ngưng lại, không biết là bị tiếng quát hù ngã hay là bị khí phách của Hạ Thiên trấn trụ, nhất thời không có phản ứng gì. Tranh thủ lúc này, chúng ta đi thôi, Ninh Nhụy Nhụy đề nghị. Không cần. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu đám ngu ngốc đó không rõ tình thế, cứ diệt sạch bọn chúng là được. Vù, đám du hồn có thể nghe được Hạ Thiên nói cái gì, bọn chúng phát ra tiếng rít chói tai, sau đó hợp lại cùng nhau phóng đến trước mặt Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Nếu các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, lấy ra Định Hải thần châm, vận châm ngoại châm đánh tới. Một vòng xoáy linh khí từ cây ngân châm phóng ra, đám du hồn xông tới lập tức bị cuốn vào bên trong. Cùng lúc đó, băng hỏa linh khí bắt đầu tiến hành rèn luyện đám du hồn, hoặc đóng băng hoặc đốt cháy. Phốc! Đám du hồn kia phát ra một âm thanh không biết có phải là gào thảm hay không. Ăn khổ, lúc này bọn chúng muốn rút lui. Đáng tiếc đã muộn, Hạ Thiên cũng không phải thả bọn chúng rời đi mà hắn đã động sát tâm, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Hạ Thiên không sợ những thứ này, nhưng bọn chúng đã lựa chọn mạo phạm hắn, vậy thì bọn chúng nên tiếp nhận kết quả này. Khoan đã, đừng diệt bọn chúng. Thiếu nữ mặc áo trắng nhanh chóng quay lại, vội vàng hô lên với Hạ Thiên. Phốc! Đám du hồn cuộn thành một đoàn, toàn bộ băng diệt, biến mất không còn một mảnh. Hạ Thiên lạnh nhạt thu hồi Định Hải thần châm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không, không có gì. Thiếu nữ áo trắng ngạc nhiên, sau đó im bặt. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thiếu nữ áo trắng, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, trực tiếp hỏi, vừa rồi ngươi đi đâu? Ta đi xử lý một số việc vặt. Thiếu nữ áo trắng cũng không giấu giếm, mấy năm qua, linh mạch bị bọn họ cắt chém thành vô số bộ phận, ta chỉ đi thu thập về thôi. Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi, nơi này đang bị quay ngược, là ngươi dở trò quỷ à? Cũng có chút liên quan đến ta. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười giải thích, bởi vì trận pháp này vốn dùng để trấn trụ ta. Bây giờ ta trốn ra ngoài, trận pháp nhất định sẽ có phản ứng tương ứng. Tuy nhiên, ta đã tạm thời chế trụ trận pháp, người ngoài tháp sẽ không biết. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Ta đi dọn dẹp phái Thiên Sơn một chút, ở đó còn có không ít ma tộc. Thiếu nữ áo trắng tuyệt không khách sáo, nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Làm phiền các ngươi đi xử lý người nắm giữ tháp, cũng chính là trưởng môn đương nhiệm phái Thiên Sơn, sau đó hủy tháp đi. Ngươi đúng là rất biết sai khiến người khác. Ninh Nhụy Nhụy cười ha hả, làm như vậy có lợi ích gì với ta chứ? Ngươi dự định hồi báo như thế nào? Thiếu nữ áo trắng thành thật nói, ta chỉ có thể nhận các ngươi làm cha mẹ, về sau phụng dưỡng các ngươi. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu nói. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười xấu hổ, tuy nhiên, ta xác thực không cho được bất kỳ chỗ tốt nào. Linh khí chỗ này, các ngươi có thể tùy ý lấy dùng, nhưng ta phát hiện các ngươi dường như cũng không cần đến. Cùng lắm là, về sau các ngươi mặc kệ có chuyện gì, cứ gọi ta sẽ đến. Hoặc ta đi theo các ngươi, tùy thời hầu hạ các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, quên đi, chỗ của ta không thiếu nha hoàn. Ai muốn làm nha hoàn của ngươi? Thiếu nữ áo trắng không khỏi trừng Hạ Thiên một chút, đây chính là giao dịch, các ngươi giúp ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Về sau, các ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ dùng tính mạng này đi giúp các ngươi. Không cần đâu. Hạ Thiên cũng không cho rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, càng không cần nha đầu sống 800 năm giúp hắn chuyện gì. Ninh Nhụy Nhụy lo lắng cho an nguy của gia gia nàng. Liền nói với Hạ Thiên, chúng ta mau trở về thôi, ta cảm thấy lo lắng cho an toàn của Gia Gia. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Phái Tuyết Sơn. Chỗ sâu trong Lăng Tiêu Điện. Nhạc trưởng môn và đạo nhân áo bào vàng dẫn hết tất cả mọi người không phân địch ta đến trước một cấm địa. Các ngươi đến đây làm gì? Băng Vạn Phách nghi ngờ hỏi. Nhạc trưởng môn cười nói, tất nhiên là để mở cánh cửa này. Ta cũng muốn biết nơi bế quan của các trưởng môn lịch đại phái Tuyết Sơn có bộ dạng gì. Đạo nhân áo bào vàng giễu cợt, nghe nói sau khi trưởng môn phái Tuyết Sơn thoái vị,
tất cả đều tuyên bố bế sinh tử quan, sau đó tiến vào bên trong. Nhưng theo suy đoán của ta, cánh cửa này hẳn thông đến linh mạch núi tuyết. Nhạc trưởng môn nói tiếp, liên minh cửu sơn muốn tập trung tất cả linh mạch trên đời này vào cùng một chỗ, sau đó đạt đến đại đạo tu tiên vô thượng. Băng vạn phách nhịn không được liền quát, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Động đến linh mạch có thể khiến cho long mạch trong thiên hạ đứt đoạn. Các ngươi muốn kéo người trên toàn bộ thế giới chết cùng các ngươi sao? Ha 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 ha! Nhạc trưởng môn và đạo nhân áo bào vàng liếc nhìn nhau, sau đó cùng cười ha hả. Các ngươi cười cái gì? Đây không phải chuyện đùa. Băng vạn phách nghiêm nghị khiển trách, các ngươi muốn phái tuyết sơn, cùng lắm thì ta đưa cho các ngươi. Nhưng linh mạch núi tuyết, tuyệt đối không được vọng động. Nhạc trưởng môn nhếch miệng, thật ngại quá, chúng ta muốn lại là linh mạch này. Các ngươi muốn linh mạch này thì có lợi ích gì chứ? Băng vạn phách thật sự không thể nào hiểu được, mặc kệ là Côn Luân hay là Thiên Sơn, linh mạch đều tinh thuần và nồng đậm hơn so với phái tuyết sơn chúng ta, tội gì phải đánh chủ ý vào linh mạch của chúng ta chứ? Đạo nhân áo bào vàng lạnh lùng nói, băng trưởng môn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là ngươi muốn cố ý kéo dài thời gian? Băng vạn phách không khỏi biến sắc, trong nháy mắt thu liễm lại thái độ của mình, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Ta chỉ là không muốn các ngươi tự tìm đường chết, còn kéo phái tuyết sơn vào tuyệt cảnh, thậm chí để cho người của toàn thế giới cũng đi theo. Đủ rồi, ta không rảnh đến đây nghe ngươi nói nhảm. Đạo nhân áo bào vàng cắt ngang lời băng vạn phách, nói, ngươi mau mở cửa ra, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Băng vạn phách quả quyết từ chối, vậy ngươi giết ta đi. Cho dù ngươi muốn chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn lôi kéo những người khác chết cùng ngươi sao? Nhạc trưởng môn mỉm cười, chỉ những người khác đang bị trói. Mặc dù bọn họ bị điểm huyệt đạo, cơ thể không thể cử động, cũng không thể mở miệng nhưng vẫn có thể nghe được lời nói. Ngoại trừ Bạch Vạn Bang, Ninh Vọng Hải, còn có Băng Ngữ Hạ, những người khác biểu hiện đều rất khẩn trương, dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Nếu bọn họ là đệ tử phái Tuyết Sơn, vì phái Tuyết Sơn mà chết thì không còn gì để nói. Băng Vạn phách cau chặt mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nhạc trưởng môn, muốn giết thì cứ giết, đừng lãng phí thời gian. Ta tuyệt đối không có khả năng giúp các ngươi, ngươi mau dẹp bỏ ý niệm đó đi. Đạo nhân áo bào vàng nhìn không được vỗ tay khen hay, ha ha, băng trưởng môn thật sự hào khí không thua kém đấng mày râu. Tiếp theo, gió lại đổi chiều, ông ta lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi không biết thời thế. Ngươi đừng tưởng rằng không có ngươi, chúng ta sẽ không có cách mở cánh cửa này. Đừng quên, còn có Tiết Vạn Tinh Tiết Đại Trưởng Lão ở đây. Ông ta cũng có thể mở cánh cửa đó, chỉ là phí chút thời gian mà thôi. Không sai. Nhạc trưởng môn thuận thế hùa theo, sở dĩ chúng ta để ngươi mở, thật ra là nhớ tình nghĩa ngày xưa của các môn phái, cho các ngươi một con đường sống, ngươi đừng không biết trân quý như vậy. Băng vạn phách lạnh lùng trả lời, chúng ta cam nguyện chịu chết vì phái Tuyết Sơn, các ngươi muốn làm gì thì làm. Ha ha. Đã cho thể diện mà không cần. Đạo nhân áo bào vàng cũng không kiên nhẫn, tiến lên nhấc Băng Ngữ Hạ lên, cháu gái của ngươi đang tuổi xuân phơi phới, ngươi không nghĩ cho mình, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho nàng ta. Băng vạn phách nhắm mắt lại, im lặng không nói. Lão thái bà, ngươi không nên ép ta. Đạo nhân áo bào vàng giữ tợn quát, lộ ra bản chất thật sự, ta là người tu đạo, không muốn làm mấy chuyện tàn nhẫn. Nếu ngươi còn bức ta, ngươi có tin ta ném cháu gái của ngươi cho đám đồ tử đồ tôn ta chơi không? Phái Thiên Sơn ta có 3.000 đệ tử, phái Côn Luân của Nhạc lão đệ cũng có mấy ngàn đệ tử. Ngươi không muốn cháu gái của ngươi bị người sống chơi đến chết chứ? Băng Ngữ Hạ nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu giết nàng, nàng đích thật không sợ, nhưng nếu như thế kia, chẳng khác nào sống không bằng chết. Hạ Nhi, đừng sợ. Băng vạn phách mở to mắt. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Băng Ngữ Hạ lập tức bình tĩnh lại. Đạo nhân áo bào vàng cười lạnh, băng vạn phách, người đúng là đủ vô tình. Ngay cả an nguy của cháu gái cũng không để ý đến. Không biết sư phụ của ngươi, cũng là chồng của ngươi, trước đây là trưởng môn phái Tuyết Sơn Cảnh Kỳ Hoan có biết ngươi đối đãi với cháu gái của ông ta như vậy hay không? Có thể khiến cho ông ta tức đến mức từ trong quan tài sống lại hay không? Băng Ngữ Hạ run lên. Nàng không biết gia gia của nàng là ai, bởi vì cha mẹ của nàng chết khá sớm,
trước giờ nàng vẫn luôn ở chung với nãi nãi của mình. À, ta suýt chút nữa quên mất, ông ta hẳn bị ngươi giết chết. Bằng không, tại sao đến phiên nữ nhân ngươi làm trưởng môn chứ? Đạo nhân áo bào vàng giống như bị khơi gợi ham muốn trò chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, ngươi còn muốn bồi dưỡng cháu gái của ngươi, để nàng ta tiếp nhận vị trí của ngươi. Đáng tiếc, trên dưới toàn phái đều không quen với diễn xuất của ngươi. Cho nên, ngươi làm người hay làm trưởng môn đều rất kém cỏi. Băng Vạn Phách vẫn không nói một lời. Nếu băng trưởng môn đã không nói, chúng ta cũng không làm khó dễ bà ta nữa. Nhạc trưởng môn cũng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, Tiết Vạn Tinh cũng đã khống chế cục diện, để ông ta xuống mở cửa đi. Đạo nhân áo bào vàng cũng mất kiên nhẫn, nói với đệ tử phái Tuyết Sơn, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi mang cháu gái băng trưởng môn ra ngoài, để nàng ta thoải mái một chút, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Biểu hiện của đám đệ tử phái Tuyết Sơn không giống nhau. Cố mà trân quý cơ hội này. Đạo nhân áo bào vàng mỉm cười, điểm ra mấy luồng chân khí, giải khai huyệt đạo của đệ tử phái Tuyết Sơn, dù sao cũng là cháu gái trưởng môn, lúc bình thường, tám đời các ngươi cũng không với tới đâu. Trong đó có hai đệ tử phái Tuyết Sơn lập tức nổi bão, phóng đến đạo nhân áo bào vàng, ta chơi mẹ ngươi đấy. Đạo nhân áo bào vàng cũng không khách sáo, vặn người một cái, một luồng khí nhận chém hai người thành hai nửa. Ông ta khinh thường nhìn những đệ tử phái Tuyết Sơn còn lại. Ta cho các ngươi 3 giây để đưa ra lựa chọn. 3, 2, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đám người còn lại lập tức lựa chọn làm phản, quỳ xuống dập đầu cầu xin đạo nhân áo bào vàng. Như vậy mới đúng chứ? Đạo nhân áo bào vàng cao hứng mỉm cười, sau đó ném băng ngữ hạ đến, bây giờ các ngươi mang nàng ta ra ngoài, tùy các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi. Tốt nhất tất cả nam nhân trên dưới trong phái đều phải chơi qua một lần. Nhớ kỹ, phải chơi trước mặt mọi người, ngay trong đại điện phái Tuyết Sơn, trước tượng tổ sư các ngươi, hiểu chưa? Vâng, vâng, vâng. Đám đệ tử phái Tuyết Sơn kinh hãi bể mật, không ngừng dập đầu liên tục. Băng ngữ hạ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài, chậm rãi nhắm mắt lại, cố không để cho mình rơi nước mắt. Có được chuyện tốt như vậy, còn không mau cút ra ngoài. Nhạc trưởng môn cười một tiếng, bắt đầu khiêu khích, nếu muộn thêm chút nữa, nói không chừng chúng ta sẽ đổi băng trưởng môn cho các ngươi đấy. Chỉ sợ bà ta tuổi già yếu ớt, gánh không được đám thanh niên các ngươi. Các ngươi làm việc vô sỉ hèn hạ như vậy, đúng là uổng cho trưởng môn một phái. Băng Vạn Phách nhịn không được mắng to, không, các ngươi không xứng làm người, các ngươi chính là xúc sinh. Hừ, ngươi nói gì cũng vô dụng cả thôi. Đạo nhân áo bào vàng đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, chúng ta làm như vậy cũng là vì thương sinh thiên hạ, làm chút chuyện ô uế có tính là gì chứ? Cho dù để tiếng xấu muôn đời cũng không tiếc. Băng Vạn Phách cười lạnh, bớt sát vàng lên mặt các ngươi đi. Các ngươi chẳng qua chỉ sợ chết mà thôi, vì tư lợi bản thân, cần chi phải lấy cớ nhiều như thế. Bốp! Nhạc trưởng môn đánh tới một trưởng, sau đó nói với đám đệ tử phái Tuyết Sơn, các ngươi không cần đi nữa. Cứ lột hết quần áo cháu gái băng trưởng môn ở đây, để băng trưởng môn biết cháu gái của bà ta vì bà ta mà gặp phải sự nhục nhã vô cùng, còn phải rên tiếng rên như kỹ nữ, để các vị đồng bạn liên minh cửu sơn nhìn thấy phong thái của phái Tuyết Sơn. Đến lúc đó, tất cả mọi người truyền tụng ra ngoài, để phái Tuyết Sơn các ngươi dương danh thiên hạ. Đạo nhân áo bào vàng tiện tay giải khai huyệt đạo băng ngữ hạ. Đương nhiên là để cho nàng có thể nói chuyện. Cũng như có thể động nhưng không cách nào sử dụng võ công và chân khí trong cơ thể. À, băng ngữ hạ phát hiện nàng có thể nói chuyện, đang định làm một cái gì đó, lập tức phát hiện tay chân của nàng bị đồng môn ngày xưa nắm lấy. Trong đó có một người nói, băng đường chủ, xin lỗi, chúng ta chỉ muốn mạng sống mà thôi. Một người khác lại động sắc tâm, băng sư muội, trước kia ngươi hờ hững với chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Các ngươi muốn làm gì? Băng ngữ hạ hoảng hốt không thôi, nếu các ngươi dám đụng vào ta giết cả nhà các ngươi. Ha ha, thôi đừng chém gió nữa. Đừng nói ngươi, ngay cả trưởng môn cũng khó mà bảo toàn bản thân, lấy cái gì để giết chúng ta? Nói không chừng là dùng chân của nàng ta để giết chúng ta đấy. Sau đó là một tràng lời nói ô uế, khó nghe cực kỳ.
Băng Ngữ Hạ không nghĩ ra các sư huynh đệ thường ngày cũng xem như khá hiền lành, bây giờ lại nói ra với nàng những lời như thế. Một hàng nước mắt chảy ra, lúc này nàng chỉ muốn chết. Phì! Băng Vạn Phách chỉ mắng một tiếng, cũng không nói nhiều. Soạt! Áo ngoài của Băng Ngữ Hạ rất nhanh bị lột ra, lộ ra lớp áo lót bên trong, một mảng da thịt trắng như tuyết bại lộ trước mặt mọi người. Ban đầu nàng cho rằng mình đủ kiên cường, có thể chống đỡ được. Nhưng khi áo ngoài bị lột xuống, nàng lại không chịu nổi. Nàng phát hiện mình cũng không kiên cường như thế. A, à, nãi nãi cứu con. Băng Ngữ Hạ kinh hô, các ngươi cút ra, không được đụng vào ta. Đạo nhân áo bào vàng đưa mắt nhìn Băng Vạn Phách, lạnh lùng nói, băng trưởng môn, ngươi còn không có ý định lên tiếng sao? Cháu gái của ngươi sắp bị lột sạch quần áo rồi. Da của nàng ta đúng là trắng, ngay cả bần đạo cũng phải có chút động tâm. Súc sinh! Băng Vạn Phách hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Băng Ngữ Hạ, Hạ Nhi, ta vẫn luôn bồi dưỡng ngươi trở thành trưởng môn phái Tuyết Sơn tương lai. Ngươi đừng sợ, chỉ là cái túi da, chịu khổ chút mà thôi. Ngươi đừng làm mất mặt phái Tuyết Sơn. Băng Ngữ Hạ nói trắng ra chỉ là nụ hoa sinh trưởng trong nhà kính, hoàn toàn chưa từng trải qua hiểm ác giang hồ. Bình thường, người khác đều sợ nàng, cho nên nàng cảm thấy nàng sẽ không sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng bây giờ, đám đồng môn lại lộ ra ánh mắt giống như ăn thịt người đối với nàng. Loại tà khí này khiến cho nàng sợ hãi. Băng Ngữ Hạ cắn răng nhịn xuống nhưng lại nhịn không được, chỉ có thể la lên, có ai cứu ta không? Không ai có thể cứu được ngươi. Đám đệ tử phái Tuyết Sơn bắt đầu cởi áo bào của mình, người nào cũng vội vã không chịu nổi. Băng Sơn Mỹ Nhân cao cao tại thượng, bây giờ đưa cho mình dùng là chuyện may mắn biết bao nhiêu, chỉ thiếu chút nữa đánh nhau vỡ đầu mà tranh giành. Trong lúc Băng Ngữ Hạ tuyệt vọng, bỗng nhiên có một âm thanh lười biếng vang lên, một đám cặn bã, tất cả đi chết đi. Đám đệ tử phái Tuyết Sơn còn chưa kịp phản ứng, từng người miệng phun máu tươi ngã ầm xuống đất. Cả người Băng Ngữ Hạ cũng mềm oặt xuống, nhưng lại ngã vào ngực của một người. Người này rất nhanh khoác cho nàng một cái áo khoác, che lại xuân sắc. Nàng đưa mắt nhìn người tới, phát hiện là người quen, chính là Ninh Nhụy Nhụy vừa mới bị đạo nhân áo bào vàng dùng bảo tháp truyền tống đi. Nói như vậy, âm thanh vừa rồi là hắn. Này, Hạ Thiên, nàng ấy sắp bất tỉnh rồi, có phải nàng ấy bị tổn thương gì hay không? Ninh Nhụy Nhụy phát hiện trạng thái của Băng Ngữ Hạ có chút không ổn, lập tức hỏi Hạ Thiên. Âm thanh lười biếng kia truyền đến, nàng ta không chết được đâu, chỉ bị hù ngã thôi. Băng Ngữ Hạ quay đầu nhìn về phía đó, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của người kia, rốt cuộc gánh nặng trong lòng được giải khai, lập tức ngất đi. Hạ Thiên. Nhạc trưởng môn nhìn thấy người đến, trong mắt như muốn rớt ra, người rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Thế ngươi nói như thế nào? Hạ Thiên nhếch miệng hỏi. Nhạc trưởng môn tức đến mức tim đập thình thịch. Chỉ vào đạo nhân áo bào vàng mà mắng, Hoàng Viễn Thiệu, ngươi không phải nói hắn chết chắc sao? Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Không thể nào. Đạo nhân áo bào vàng thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy bình yên xuất hiện, không khỏi kinh ngạc không thôi, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nhạc trưởng môn giống lên với đạo nhân áo bào vàng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đang ở trước mặt chúng ta. Còn nói cái gì không có khả năng? Rốt cuộc ngươi đã làm ra cái quái gì thế? Kế hoạch của chúng ta sắp thất bại trong tay ngươi rồi. Không thể nào. Đạo nhân áo bào vàng trợn tròn mắt, gương mặt vặn vẹo, hắn đã trúng tam âm hàn sát trưởng, lại bị đại tu di kim cung tháp của ta thu vào. Cho dù hàn sát trưởng không giết được hắn, đáy tháp kết nối với linh mạch chân núi Thiên Sơn, ở đó có người sẽ giết chết hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hạ Thiên trước mắt 100% là người khác giả mạo. Giả mạo. Nhạc trưởng môn nửa tin nửa ngờ. Đạo nhân áo bào vàng nói tiếp, lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn họ may mắn không chết, chỉ cần đại tu di kim cung tháp vẫn nằm trong tay lão phu, làm sao hắn có khả năng trở ra được. Điều này cũng đúng. Nhạc trưởng môn dần dần bình tĩnh trở lại. Ông ta biết sự lợi hại của đại tu di kim cung tháp. Hạ Thiên có lợi hại đến như thế nào? Cũng không thể lặng yên không một tiếng động trốn từ trong tháp ra ngoài. Đạo nhân áo bào vàng lấy bảo tháp ra, đưa cho nhạc trưởng môn, nhạc lão đệ, bảo tháp này có bị hư hao không?
vẫn còn hoàn hảo, không chút tổn hại. Nhạc trưởng môn cũng bắt đầu có khuynh hướng cho rằng Hạ Thiên là người khác giả mạo. Đạo nhân áo bào vàng ngạo nghễ nói, bảo tháp này của ta là chí bảo vô thượng, do tiên nhân lưu lại vạn năm trước. Trong tháp chẳng những có vô số trận pháp cản trở, còn có một kết giới ngăn cản, trên thế giới này không ai có thể trốn được từ trong tháp ra ngoài. Đúng là ngu ngốc. Hạ Thiên lắc đầu, cảm thấy đáng lo cho trí thông minh của hai người này, tại sao ta lại phải từ cái tháp rách nát đó ra ngoài. Đạo nhân áo bào vàng cười nhạo, khinh thường nói, không từ trong tháp đi ra, chẳng lẽ các ngươi có thể đột nhiên xuất hiện? Nếu ngươi có bản lãnh đó, tại sao ngươi lại bị bảo tháp của ta thu vào? Các ngươi rốt cuộc ngu thật hay là ngu giả vậy? Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta bị truyền tống đến chân núi Thiên Sơn, như vậy không phải chúng ta từ trên núi chạy đến đây sao? Tại sao lại phải từ trong tháp của ngươi chứ? Nhạc trưởng môn nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, không khỏi phá lên cười, ha ha, người bại lộ rồi. Từ Thiên Sơn đến đây ít nhất cũng 3.000 cây số, ngươi cho rằng các ngươi có thể thuấn di sao? Không cần thuấn di. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mặc kệ dùng phiếu miễu bộ hay là chỉ xích thiên nhai, tất cả cũng chỉ là chuyện của mấy phút thôi. Đúng là nổ đến không hợp thói thường. Nhạc trưởng môn đã hoàn toàn tin tưởng hai người trước mắt là đồ giả mạo, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, lạnh lùng nói, ha ha, tiểu tử, nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi nhận được sự sai khiến của ai đến đây để quấy rối? Hạ Thiên cười nói, đương nhiên là đến tiễn các ngươi về Tây Thiên. Các ngươi không cảm thấy sau khi ra tay với ta còn có thể sống sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhạc trưởng môn cười nhạo, ta thừa nhận ngươi ngụy trang quả thật có chút tác dụng, thiếu chút nữa khiến cho ta mắc lừa. Nhưng thì tính sao, không có thực lực tuyệt đối, chỉ dựa vào chút thủ đoạn nhỏ đó, lại giết chết mấy tiểu lâu la, các ngươi hoàn toàn không làm nên chuyện. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được bật cười, ha ha ha, Hạ Thiên, bọn họ cho rằng ngươi là đồ giả đấy. Tiểu muội chân dài, nàng đừng đứng đó mà cười mãi, mau giải khai huyệt đạo cho gia gia của nàng đi. Hạ Thiên nói. Ninh Nhụy Nhụy cau mày nói với Hạ Thiên, cái này không cần ngươi phải nói. Bây giờ không phải sắp xếp cho tân nữ nhân của ngươi trước sao? Nàng ta không phải nữ nhân của ta. Hạ Thiên phủ nhận, ta cũng chẳng có thu nàng ta. Chuyện này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Trải qua chuyện vừa rồi, ngươi cảm thấy nàng ta còn có tiếp nhận người khác sao? Cộng thêm ngươi trong thời khắc mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân, đoán chừng đời này nàng ấy cũng chỉ chọn ngươi. Ninh Nhụy Nhụy ôm băng ngữ hạ đã bất tỉnh đặt xuống một chỗ sạch sẽ, sau đó sờ mặt của nàng, làn da đúng là đẹp. Đây là làn da còn chưa được tẩy tủy phạt xương, lại tiện nghi cho tên sắc lang chết tiệt ngươi. Nghĩ như thế nào là chuyện của nàng? Muốn chiếm tiện nghi của ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bây giờ ta sẽ xử lý mấy tên ngu ngốc này trước. Biểu hiện trên mặt nhạc trưởng môn càng thêm nghiêm túc, ông ta quay sang nhìn đạo nhân áo bào vàng, Hoàng Huynh, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, nhất định phải tranh thủ. Không sao, cứ để tiểu tử này cho ta đối phó. Đạo nhân áo bào vàng chậm rãi tế lên bảo tháp trong lòng bàn tay. Ngoài miệng nói, ngươi mang băng vạn phách đi mở cửa. Nếu bà ta còn không chịu hé miệng, cứ dựa theo phương pháp mà Tiết Vạn Tinh đã nói, mở một lối nhỏ tiến vào chân núi, sau đó dùng lão thái bà này tế luyện. Đến lúc đó cũng có thể thu phục linh mạch. Nhưng như vậy, linh mạch chỉ sợ sẽ bị hao tổn. Nhạc trưởng môn hơi có chút do dự, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Đạo nhân áo bào vàng lạnh lùng nói. Không phải ngươi nói phải tranh thủ thời gian sao? Được, cứ như vậy đi. Nhạc trưởng môn cũng không do dự nữa, nhấc băng vạn phách đến cánh cửa, thuận tiện dặn dò, đã như vậy, nơi này không thể lưu lại người sống. Đương nhiên rồi. Gương mặt đạo nhân áo bào vàng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, phương pháp đó thích ứng với tất cả linh mạch chân núi. Để phòng ngừa bị tiết lộ, tất nhiên một tên cũng không để lại. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Di ngôn của các ngươi dài quá. Nói xong chưa? Nói xong rồi, ta tiễn các ngươi lên đường. Ta chẳng quan tâm ngươi là thật hay giả, bây giờ ăn một tháp của ta. Đạo nhân áo bào vàng khoát tay, tế luyện bảo tháp trong tay ra ngoài. Bảo tháp màu vàng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt tăng vọt 7-8 mét,
như một ngọn núi nhỏ ép đến hạ thiên. Chiêu thức đã dùng qua một lần vô dụng đối với ta. Hạ thiên nhếch miệng. Bành. Bảo tháp nặng nề đập xuống đất, trong phạm vi vài mét đều bị ép đến sụp đổ. Cũng may lúc này, Ninh Nhụy Nhụy đã giải khai huyệt đạo cho mọi người, để bọn họ có cơ hội tránh né. Bằng không, đoán chừng toàn bộ sẽ bị ép thành bánh thịt. Hạ thiên, hắn không sao chứ? Ninh Vọng Hải lo lắng hỏi. Ninh Nhụy Nhụy đáp, ra ra, ông cứ yên tâm, hạ thiên không có việc gì đâu. Để ta đi giúp hạ thần y một tay. Bạch Vạn Bang còn chưa thở ra hơi, đã định xông lên đánh một trận với đạo nhân áo bảo vàng. Khoan đã, mọi người đừng đi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức kéo lại, ở đây có ta và Hạ Thiên là được. Mọi người ra ngoài khống chế cục diện đi. Ninh Vọng Hải suy nghĩ một chút, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy, ta đuổi theo Nhạc Vô Nhai cứu băng sư muội. Bạch sư đệ, người ra ngoài làm thịt tên cẩu vật Tiết Vạn Tinh đi. Cũng được. Bạch Vạn Bang cũng không kiên trì, mang theo một số đệ tử phái Tuyết Sơn còn chưa phản bội vội vàng rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Ninh Nhụy Nhụy cũng không yên lòng gia gia của nàng một mình đuổi theo, liền nói với Hạ Thiên, ta và gia gia đi cứu lão thái bà kia, ngươi cẩn thận nhé. Hừ, các ngươi không đi đâu được đâu. Đạo nhân áo bào vàng lạnh lùng nói, hắn đã bị bảo tháp của ta ép thành cặn bã, tiếp theo sẽ đến phiên các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không thèm nhìn đạo nhân áo bào vàng, quay sang nói với Ninh Vọng Hải, gia gia, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên hắn, Ninh Vọng Hải do dự. Hắn không sao đâu, lão tạp mao kia nhất định không phải là đối thủ của hắn. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói, chúng ta không thể chậm trễ cứu băng trưởng môn. Nếu không, người sẽ không còn. Ninh Vọng Hải gật đầu, lập tức cùng với Ninh Nhụy Nhụy đuổi theo Nhạc trưởng môn. Ta nói rồi, các ngươi chỗ nào cũng không được đi. Đạo nhân áo bào vàng giận tái mặt, nhấc trưởng bắn ra một vệt kim quang. Kim quang như điện, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Vọng Hải. Mắt thấy sắp sửa chém hai người thành hai nửa, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay lên, chém luồng kim quang xuống đất. Ngươi còn chưa chết. Đạo nhân áo bào vàng mở to mắt, không thể tin nổi, không thể nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai? Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười. Tự giới thiệu mình, ta đã là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cũng là thần y đệ nhất thiên hạ, ngươi hẳn phải biết vì sao, tại sao lại còn hỏi. Chẳng lẽ trí nhớ của ngươi không được tốt, cũng khó trách, dù sao tuổi tác của ngươi cũng cao như vậy. Nhưng không sao, lát nữa ngươi sẽ chết, ký ức tốt hay không cũng không quan trọng. Ta không tin, ngươi tuyệt đối không sống được đâu. Đạo nhân áo bào vàng vừa giận vừa sợ, đưa tay đặt lên bảo tháp. Để nó tỏa ra kim quang, một lần nữa đánh tới Hạ Thiên, đi chết đi. Hai, rốt cuộc thì ngươi cũng chẳng có chiêu thức gì mới. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, quả thật không còn hứng thú, hắn quay sang nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng còn chưa đi cứu lão thái bà kia sao? Gia gia của nàng đi rồi kìa. Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện gia gia của nàng không biết đã đi từ lúc nào. Nàng không đấu võ mồm với Hạ Thiên nữa, lập tức đuổi theo. Oanh! Bảo tháp một lần nữa đập trúng Hạ Thiên, kim quang lan tràn, tạo thành mấy cái hố sâu vài mét trên mặt đất. Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng đạo nhân áo bảo vàng, khó chịu nói, ngươi thích nện người đúng không? Vậy ta để cho ngươi nện đã luôn. Đạo nhân áo bảo vàng hơi cảm thấy kinh hãi trong lòng, xác thực không nghĩ đến tốc độ của Hạ Thiên lại nhanh đến mức như thế. Hai tay của ông ta muốn điều khiển pháp bảo quay về, nhưng ông ta cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Sao? Hạ Thiên lấy ra ngân châm, đang định đâm vào người đạo nhân áo bảo vàng, chợt phát hiện trên người lão ngốc đó nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt, nhất thời không đâm vào được. Hừ, bảo tháp và ta chính là một thể. Đạo nhân áo bảo vàng không khỏi đắc ý mỉm cười, muốn giết ta cũng không dễ như vậy đâu, trừ phi ngươi có thể phá kim quang hộ pháp bảo tháp. Không cần phải gấp, cứ từ từ. Hạ Thiên mỉm cười, trước ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị bị nện. Đạo nhân áo bào vàng khinh thường hỏi lại, nện ta? Ngươi có thể lấy cái gì để nện ta? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bảo tháp kia bay lên, đập tới đạo nhân áo bào vàng. Cái này, cái này.
đạo nhân áo bào vàng giật mình. Mặc dù ông ta kịp thời né tránh nhưng không khỏi rùng mình, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, không thể nào. Tại sao bảo tháp lại nghe hiệu lệnh của ngươi? Hạ Thiên hỏi lại, ngươi đoán thử xem. Nghe ta, à. Đạo nhân áo bào vàng lập tức bóp ấn quyết, hét lên ra lệnh cho bảo tháp. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, bảo tháp đã đập tới ông ta. Bành, bành, bành. Bảo tháp giống như có linh tính, trực tiếp ghi hận đạo nhân áo bào vàng, một trận đập loạn ông ta. Đạo nhân áo bào vàng phát hiện mặc kệ ông ta kết ấn như thế nào, bảo tháp kia đều không nghe mệnh lệnh của ông ta, ngược lại còn nện ông ta mạnh hơn, giống như muốn mạng của ông ta. Hạ Thiên khoanh tay đứng bên cạnh mà cười. Dừng lại cho ta. Đạo nhân áo bào vàng chịu sự kinh hãi không nhẹ, kết ấn trên tay lại càng nhanh. Đáng tiếc, bảo tháp chẳng những không ngừng, ngược lại càng lúc càng nhanh, khiến cho ông ta bối rối như chó nhà có tang, vô cùng chật vật. Giang Hà nhập hải, vạn chim về tổ, thu. Cuối cùng, đạo nhân áo bào vàng đành phải niệm pháp quyết thu bảo tháp về. Bảo tháp sốt cuộc cũng ngừng lại. Trong nháy mắt thu nhỏ lại chừng bàn tay, sau đó bay vào trong ngực đạo nhân áo bào vàng. Phù! Đạo nhân áo bào vàng thở hổn hển, vội vàng chạy trốn. Ông ta không bị pháp bảo của mình đập chết, bằng không, ông ta sẽ trở thành trò cười trong giới tu tiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thế nào? Bị nện có vui không? Ngươi làm như thế nào vậy? Đạo nhân áo bào vàng thật sự không thể nào hiểu được. Ánh mắt nhìn Hạ Thiên không thể tin nổi, bảo tháp này là chí bảo truyền thừa lịch đại phái Thiên Sơn ta. Bình thường, linh khí, thủ ấn, pháp quyết ba loại hợp lại mới có thể thúc đẩy. Ta phải bỏ ra mấy chục năm khổ công mới cải tiến được phương pháp này, chỉ cần thủ ấn là có thể sử dụng, người dựa vào cái gì mà cũng có thể. Hạ Thiên nhếch miệng, điều này nói rõ ngươi ngu xuẩn. Ngươi nhất định đã sử dụng thủ đoạn không thể để lộ ra ngoài. Ta chỉ nhất thời không hiểu thấu mà thôi. Đạo nhân áo bào vàng thoáng trầm tư vài giây, lập tức phát hiện được sự dị thường, ngươi không có khả năng khống chế được bảo tháp. Ngươi để cho ta sinh ra ảo giác, nhất định là như vậy. Ngươi đúng là rất thông minh, Hạ Thiên hờ hững nói. Hừ, cho dù không cần bảo tháp, ta cũng có thể làm thịt ngươi, báo thù thay cho con trai và đại đệ tử của ta. Đạo nhân áo bào vàng lấy ra một cây cửu tiết tiên quăng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, loại võ công mèo ba chân này đừng lấy ra mà dùng, mất mặt lắm. Hừ, bây giờ ta sẽ đánh chết tên cẩu vật ngươi. Đạo nhân áo bào vàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo, muốn đánh Hạ Thiên thành thịt nát xương tan. Bành! Chiếc roi còn chưa đánh tới trước người Hạ Thiên, ông ta đã bị trúng một cước bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách tường. Ngươi, phốc! Chỉ một cước này, gần như đã đánh gãy tâm mạch đạo nhân áo bào vàng. Ông ta vừa mới há miệng nói được hai chữ thì hộc máu không thôi. Lúc này, đạo nhân áo bào vàng mới ý thức được sự lợi hại của Hạ Thiên. Trước đó, ông ta chỉ nghe người ta nói qua, cho dù con trai và đại đệ tử của ông ta chết trong tay Hạ Thiên, ông ta cũng không cảm thấy Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải nhạc trưởng môn khăng khăng muốn dụng kế diệt trừ Hạ Thiên trước, sau đó mới thực hiện kế hoạch của bọn họ, lúc đó ông ta ngay cả bảo tháp cũng chẳng muốn vận dụng, chỉ muốn một chưởng đánh chết Hạ Thiên. Bây giờ, ông ta mới biết được suy nghĩ của mình không hợp thói thường đến cỡ nào. Luận công phu tay chân, Hạ Thiên hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi mà ông ta có thể tưởng tượng. Tháp đến. Đạo nhân áo bào vàng không còn bản lãnh nào khác, đành phải mạo hiểm triệu hoán bảo tháp ra ngoài, trấn áp hắn cho ta. Bảo tháp kia bồng bềnh giữa không trung, đón gió biến lớn, giống như một ngọn núi lớn ép tới Hạ Thiên. Để phòng ngừa Hạ Thiên chạy trốn, thậm chí nó còn phát ra một vệt kim quang, khiến toàn bộ lăng tiêu điện phát sáng. Kim quang chiếu đến chỗ nào, nó đều tạo thành một kết giới cỡ nhỏ, dù ai cũng không cách nào chạy trốn được. Người bị nện còn chưa đủ sao? Hạ Thiên không chút hoang mang, gương mặt hiện lên sự trào phúng, đã như vậy. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hừ, ngươi bớt làm bộ đi. Đạo nhân áo bào vàng lưỡi chống đỡ hàm, trong tay không ngừng kết ấn, miệng lẩm bẩm, chỉ cần ý niệm của ta không bị dao động, ngươi không có khả năng khu động bảo tháp. Trấn áp hắn cho ta. Quả nhiên, như lời ông ta nói, bảo tháp kia bay đến đỉnh đầu Hạ Thiên, sau đó nặng nề đập xuống. Bành!
giống như núi lở, một bóng người bị bảo tháp ép xuống. Phốc, lại một ngụm máu phun ra, đạo nhân áo bào vàng ngã xuống, mắt mở thật to nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Nghĩ mãi mà không rõ sao. Hạ Thiên khẽ vươn tay, thu bảo tháp vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt đạo nhân áo bào vàng, cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn chưa phát hiện được vấn đề nằm ở đâu sao? Ô, đạo nhân áo bào vàng há miệng định nói cái gì đó, nhưng máu lại không ngừng trào ra trong họng, khiến ông ta không thể nói được. Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hạ Thiên khó chịu nói, nhưng tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ? Ngươi, ngươi, đạo nhân áo bào vàng miệng phun máu tươi, gào thét với Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Vậy ngươi hãy mau đi làm quỷ đi, Hạ Thiên nói. Phốc, đạo nhân áo bào vàng một lần nữa phun ra một ngụm máu, cả người ầm ầm ngã xuống đất, không còn hơi thở. Chết rồi sao, Hạ Thiên lắc đầu. Cho dù đã chết, đạo nhân áo bào vàng cũng vẫn mở mắt thật to, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng liên quan đến Hạ Thiên. Sau khi đạo nhân áo bào vàng chết đi, một sợi thanh khí từ trong ngực của ông ta bay ra, sau đó ngưng kết thành một thiếu nữ áo trắng, bảo tháp vừa lúc ở trong lòng bàn tay nàng ta. Cách của ta nói vẫn tốt hơn. Thiếu nữ áo trắng nhìn Hạ Thiên, vội tranh công. Hạ Thiên nhếch miệng, có gì tốt chứ, quá phiền phức. Dựa theo ý của ta, cứ giết chết ông ta là được rồi. Vô dụng thôi. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu nói với Hạ Thiên. Mạng của ông ta gắn kết với bảo tháp. Nếu không giải khai mối liên hệ giữa hai bên mà đã giết ông ta, cũng có thể giết được nhưng phải phí một thời gian rất dài. Tiếp theo, nàng vừa cười vừa nói, giống như bây giờ là được. Ta ở bên kia giải khai điên đảo âm dương trận, cắt đứt mối liên hệ giữa ông ta và bảo tháp. Người muốn giết ông ta hay làm gì ông ta cũng dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, như vậy thì quá nhàm chán. Bây giờ cũng không phải là lúc tìm thú vui. Thiếu nữ áo trắng nhăn mặt, lên tiếng nhắc nhở, bởi vì nguy cơ đang gần ngay trước mắt, chính ngươi cũng cảm nhận được dị tượng trong khoảng thời gian này. Hạ Thiên thuận miệng nói, thế không phải những người này làm sao? Bọn họ không có bản lãnh đó. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, đó chính là thiên địa dị tượng, nguy hiểm to lớn được báo hiệu trước, ví dụ như lưu tinh đụng trái đất, đại hồng thủy gì đó, tất cả đều có báo hiệu. Ngươi muốn nói cái gì thì nói thẳng đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn ngáp một cái, đừng quanh co lòng vòng ở đây nữa. Thiếu nữ áo trắng ngừng một hai giây, chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ của mình, sau đó nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là con người. Mặc dù ngươi tu tiên nhưng ngươi không có cảm giác linh mẫn về thiên địa như chúng ta. Chúng ta là do trời đất sinh ra, có thể cảm nhận được khí tức mà các ngươi không cách nào cảm nhận được. Gần đây, ta cảm thấy trái đất dường như đang sợ cái gì đó, tuyệt đối có chuyện khác biệt bình thường sắp phát sinh. Những người kia nhất định muốn ra ngoài, cho nên mới nghĩ đến việc thống nhất linh mạch trên toàn bộ trái đất. Được rồi, ta không hứng thú nghe ngươi nói nhảm ở đây. Hạ Thiên cắt ngang lời thiếu nữ, mặc kệ có nguy hiểm gì, nói nhiều cũng vô ích. Đến lúc đó cứ trực tiếp đối mặt là được. Thiếu nữ áo trắng không đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, đã có thể dự báo. Đương nhiên là phải nghĩ cách phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vậy ngươi có biết nguy hiểm gì không? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Hạ Thiên im lặng nói, thế thì phòng ngừa cái rắm. Nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm. Thiếu nữ áo trắng tiếp tục thuyết phục. Vậy ta giao việc này cho ngươi. Hạ Thiên khinh thường nói. Bản lãnh của ngươi lớn đến như vậy, chẳng lẽ một chút đảm đương cũng không có? Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, tại sao ta lại phải đảm đương? Ta không phải anh hùng, cũng không có hứng thú làm anh hùng. Mấy lời nói nhảm này, về sau không cần thiết phải nói. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải lo lắng cho nữ nhân của ngươi chứ. Thiếu nữ áo trắng quan sát nhìn Hạ Thiên, đại nguy cơ lần này nhất định sẽ lan gần đến các nàng ấy. Hạ Thiên nói, ta sẽ bảo vệ bọn họ. Không cần ngươi quan tâm. Ánh mắt thiếu nữ áo trắng sáng lên, cười nói, ngươi mạnh như vậy, ai chà, đến lúc đó ngươi cũng bảo vệ ta luôn nhé. Hạ Thiên chẳng những không thèm phản ứng đến nàng ấy,
mà còn lách mình rời đi. Đừng vội, chúng ta thương lượng với nhau một chút nha. Thiếu nữ áo trắng lập tức đuổi tới, ngươi là đệ nhất soái ca trái đất này, ngươi không gánh trách nhiệm thì ai gánh. Một bên khác, nhạc trưởng môn cùng với băng vạn phách bước vào cổng chính cấm địa Lăng Tiêu Điện, dự định mở một lối vào bên cạnh. Ông ta nhận rất nhiều thần hỏa đạn từ chỗ Tiết Vạn Tinh, còn có thiên sơn thần mang từ phái thiên sơn, toàn bộ chất đống bên cạnh cửa. Không cần phải phiền phức như thế. Băng vạn phách nhìn thấy, không khỏi lên tiếng, ngươi không phải muốn vào sao? Để ta mở cửa cho ngươi vào. Sao? Nhạc trưởng môn kinh nghi hỏi, lão thái bà, ngươi muốn giở trò gì thế? Vừa rồi ngươi sống chết cũng không đồng ý, thậm chí bắt cháu gái của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi cũng không nhúc nhích chút nào. Tại sao bây giờ ngươi lại đổi ý thế? Băng vạn phách cũng không giải thích, chỉ nói, bây giờ ngươi có muốn vào hay không? Đương nhiên là muốn rồi. Nhạc trưởng môn gật đầu, nhưng cũng không dễ tin băng vạn phách, nhưng làm sao ta có thể tin được ngươi không phải cố ý đào hố lừa ta? Băng vạn phách không khỏi cười nhạo, ngay cả chút can đảm này mà ngươi còn không có, còn nói cái gì là thống nhất linh mạch thiên hạ. Đúng là tức cười. Lão thái bà, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta. Nhạc trưởng môn vô cùng khó chịu với thái độ của băng vạn phách, lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, giống như bóp chết một con kiến. Băng vạn phách tuyệt không sợ hãi, ngược lại ý trào phúng trên mặt lại càng đậm. Vậy vì sao ngươi còn sợ con kiến này lừa gạt ngươi chứ? Ngươi cho rằng phép khích tướng này hữu dụng đối với ta sao? Nhạc trưởng môn hừ lạnh một tiếng, đưa tay bóp cổ họng băng vạn phách, bây giờ ngươi mở cửa cho ta xem ngươi có thể dở trò gì. Đại môn thì ngươi đừng suy nghĩ. Băng vạn phách thản nhiên nói, bên trái đại môn, đi dọc theo bức tường 130 bước, ở đó có một cơ quan. Nói đến đây, bà ngừng lại. Nhạc trưởng môn làm theo lời băng vạn phách, sờ vách tường bên trái, yên lặng đi 130 bước, sau đó quả nhiên sờ thấy có một thứ gì đó nhô lên trên vách tường. Nếu không cẩn thận, đúng là không cách nào phát hiện được. Ông ta đưa tay sờ một chút, nó giống như một cục đá bình thường. Là cái này, nhạc trưởng môn hỏi. Khóe miệng băng vạn phách nhếch lên, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhạc trưởng môn cũng không hỏi tiếp, đột nhiên dùng sức nhấn một cái. Hòn đá kia quả nhiên hõm vào. Tiếp theo, ông ta nghe thấy bên trong vách tường truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục, sau đó một cánh cửa nhỏ lộ ra. Sao, đúng là có một cánh cửa nhỏ, đến cấm địa phái Tuyết Sơn các ngươi cũng muốn gạt người. Nhạc trưởng môn cười lạnh, nếu đã là cấm địa bế sinh tử quan, không đột phá bình cảnh, vậy thì chỉ có chết. Bây giờ còn lưu lại cánh cửa này để giữ mạng, đúng là buồn cười. Ngươi nói giống như phái thiên sơn các ngươi không có cánh cửa ngầm như thế này vậy. Băng vạn phách đáp lại một câu. Tất nhiên là không có rồi. Nhạc trưởng môn quả quyết phủ nhận, sau đó cùng với băng vạn phách bước vào bên trong. Một lát sau, Ninh Vọng Hải và Ninh Nhụy Nhụy đều xuất hiện trước đại môn. Hai người nhìn thấy một đống bom và phù dược còn y nguyên, không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ dự định cho nổ đại môn, Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Ninh Vọng Hải nhìn cái đống đồ kia, không khỏi nói, là thần hỏa đạn, còn có thiên sơn thần mang. Bọn họ mang đến nhiều như thế, quả thật là muốn nổ tung cánh cửa rồi. Tuy nhiên, cánh cửa này được chế tạo từ long thạch, cùng một thể với ngọn núi, cho dù nổ cũng vô dụng thôi. Vậy bọn họ đâu rồi? Ninh Nhụy Nhụy nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy băng vạn phách và nhạc trưởng môn đâu. Ninh Vọng Hải suy nghĩ một chút. Sau đó đã có đáp án, hơn phân nửa là có cửa ngầm. Cửa ngầm. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn, kỳ quái hỏi, trong này không phải là nơi trưởng môn tiền nhiệm phái Tuyết Sơn bế sinh tử quan sao? Tại sao lại còn có cửa ngầm? Ninh Vọng Hải nghe xong, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, không phải tất cả mọi người đều có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Tu tiên giả cũng giống như vậy, dù sao chúng ta cũng không phải thần tiên. Cho dù bế sinh tử quan cũng phải lưu lại chút hy vọng sống cho mình. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà, mọi thứ đều lưu lại chút hy vọng sống cho mình, làm sao có khả năng thành công chứ? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu hỏi. Nghe xong, Ninh Vọng Hải ngây ra, yên lặng nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, làm sao? Cháu nói sai gì à? Không có, hẳn là cháu nói đúng. Ninh Vọng Hải lắc đầu,
có chút cảm khái nói, thật ra, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Tu tiên là chuyện nghịch thiên, để lại đường lui làm sao mà có khả năng thành công. Rốt cuộc thì cháu cũng đã học được từ Hạ Thiên một ít. Ninh Nhụy Nhụy lập tức phủ nhận, đây chính là cháu nghĩ ra, chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Ha ha! Ninh Vọng Hải khẽ cười một tiếng, cũng không nói tiếp đề tài này, ngẩng đầu nhìn hai bên trái phải đại môn, cháu đi bên phải, ta đi bên trái, chỗ nào có chút kỳ quái, chỗ đó hẳn là cơ quan. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, lập tức đi về phía bên phải nhưng rất nhanh đã trở về. Thế nào, bên phải có vấn đề gì không? Ninh Vọng Hải hỏi. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, bên phải không có vấn đề, chỗ nào có dị dạng, cháu đều kiểm tra qua. Vậy thì cháu cùng ta đi sang bên trái. Ninh Vọng Hải biết tốc độ của Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh, cũng không hỏi nhiều, chỉ chậm rãi bước sang bên trái đại môn. Đi được mấy bước, ông đều dừng lại, cẩn thận kiểm tra dị vật trên dưới phải trái. Mặc kệ là hòn đá nhô ra hay là cái hố lõm xuống đều phải xem qua một lần. Ra ra, ở đây. Ninh Nhụy Nhụy không biết từ lúc nào đã đi trước Ninh Vọng Hải, lúc này nàng lên tiếng kêu. Ta đến đây, Ninh Vọng Hải bước nhanh đến. Chỉ thấy đỉnh đầu Ninh Nhụy Nhụy nhô lên một hòn đá nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, vách đá hơi lõm vào bên trong, lộ ra một cánh cửa nhỏ đủ cho một người đi. Ra ra, cháu vào trước. Ninh Nhụy Nhụy cúi thấp người bước vào. Ninh Vọng Hải gật đầu, đợi một hai giây, sau đó ông cũng vào theo. Đằng sau cánh cửa, tia sáng ảm đạm, vừa mới tiến vào, ai cũng không nhìn rõ được tình huống bên trong là như thế nào. Hơn nữa, trong không khí lại có một hương vị không cách nào nói rõ được, khiến cho người ta trong khoảnh khắc đánh mất giác quan. Tiếp theo, khí huyết bay thẳng lên trán, thiếu chút nữa mạch máu nổ tung mà chết rồi. Cũng may Ninh Vọng Hải không phải hạng người hời hợt, mặc dù ông còn chưa tu tiên, nhưng cũng đã từng có chân khí, rất nhanh đè xuống loại khí huyết phun trào này. Nhụy Nhụy, Ninh Vọng Hải bình tĩnh lại, lập tức lo lắng cho an nguy của cháu gái. Ra ra, cháu không sao. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại cách đó không xa, ông sao rồi? Ta cũng không sao. Ninh Vọng Hải cúi đầu nhìn xuống đất, phát hiện bên dưới có một lớp bụi mỏng màu xám. Bên trên có dấu chân rõ ràng kéo dài về phía trước. Ông liền nhắc nhở, Nhụy Nhụy, cháu đi theo dấu chân, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nàng nhìn thấy dấu chân, nhưng một điều kỳ lạ là dấu chân trên lớp bụi có mới có cũ, có lớn có nhỏ, thậm chí còn nhìn ra được có nam có nữ. Hơn nữa, những dấu chân này cũng không hoàn toàn xuất phát từ cánh cửa nhỏ. Tình huống này đúng là không bình thường. Điều này nói rõ cửa ngầm không chỉ có một cái. Trước mắt có một hành lang, hai bên đều có phòng nhưng không có cửa. Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng kiểm tra gian phòng hai bên trái phải phát hiện tất cả đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Ha 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 ha, một lát sau, một âm thanh cuồng tiếu từ phía cuối hành lang truyền đến. Cảm xúc bên trong tiếng cười cực kỳ phức tạp, có đắc ý càn rỡ, lại có khủng hoảng do sai lầm. Còn có mở mịt, đồng thời lại giống như bừng tỉnh đại ngộ, khiến cho người nghe tê cả da đầu, lại cảm thấy khó hiểu. Là âm thanh của Nhạc Vô Nhai. Ninh Vọng Hải nhận ra âm thanh này, ông ta hẳn đang ở phía trước. Chúng ta cẩn thận tiếp cận, đừng khiến ông ta chú ý. Hai người lặng lẽ đến chỗ phát ra âm thanh. Lúc này, phía cuối hành lang. Biểu hiện nhạc trưởng môn vô cùng phức tạp, trừng mắt nhìn băng vạn phách. Lạnh giọng chất vấn, đây chính là linh mạch phái Tuyết Sơn các ngươi. Đúng. Băng vạn phách vô cùng bình tĩnh, nếu ngươi muốn, ngươi cứ lấy. Lão thái bà, ngươi đang đùa ta phải không? Nhạc trưởng môn tức đến mức muốn giết người, chỉ vào cái giếng cạn cách đó không xa, cùng với khí tức hai màu xanh đen giao nhau thỉnh thoảng bay ra từ miệng giếng, quát lớn con mẹ nó, cái này làm sao là linh mạch được? Sát khí nặng như thế. Gọi thi giếng vạn năm thì còn có thể tin được. Băng vạn phách thản nhiên nói, vạn năm trước, linh mạch phái Tuyết Sơn đã sớm bị sát khí làm ô nhiễm. Trong thời gian đó, các tiền bối trong môn đã dùng vô số phương pháp cũng không cách nào thanh trừ. Ba linh tuyền, một khô một ô nhiễm, đây là cái còn sót lại có thể dùng. Cái này, ta không tin. Trong mắt nhạc trưởng môn chuyển động nhìn chung quanh. Sau đó chỉ vào băng vạn phách, ngươi nhất định là đang giở trò gian với ta. Ta cho ngươi biết,
cho dù không có ngươi, ta cũng có thể gọi Tiết Vạn Tinh đến, vẫn có thể tìm linh mạch được như thường. Băng Vạn Phách nở nụ cười khinh bỉ, ngươi cho rằng vì sao Tiết Vạn Tinh lại dứt khoát đáp ứng điều kiện của ngươi như vậy? Ngươi nói vậy là có ý gì? Nhạc trưởng môn lạnh giọng hỏi lại. Người gây sự 40 năm trước chính là ông ta. Băng Vạn Phách cười ha hả, lúc đó, chồng của ta bế sinh tử quan, dự định trao lại chức trưởng môn cho ông ta. Sau khi ông ta nhìn thấy hiện trạng của linh mạch, lập tức đổi ý, nhưng chức trưởng môn không phải muốn nhận là nhận, muốn bỏ là bỏ. Cho nên, ông ta mới liên lạc với các ngươi, bày ra mấy chuyện loạn thất bát tao kia, khiến sự việc càng thêm phức tạp, còn bắt ta cõng nồi. Làm như thế có chỗ tốt gì với ông ta chứ? Nhạc trưởng môn vẫn nửa tin nửa ngờ. Băng Vạn Phách nói, cái này ta cũng không rõ nữa, có lẽ ngươi phải biết chứ? Chẳng lẽ, không thể nào. Gương mặt nhạc trưởng môn không ngừng thay đổi, hiển nhiên đã bị Băng Vạn Phách thuyết phục, chỉ là trong lòng vẫn giãy giụa như cũ, ông ta không thể nào biết được. Cho dù biết, ông ta cũng không dùng đến. 40 năm trước. Đúng là Tiết Vạn Tinh chủ động đến tìm Nhạc Vô Nhai, nói chỉ cần giúp ông ta lên làm trưởng môn, ông ta sẽ giúp Nhạc Vô Nhai lấy được linh mạch phái Tuyết Sơn. Lúc đó, liên minh cửu sơn của Nhạc trưởng môn không mạnh như bây giờ, cho nên chỉ có thể âm thầm phái người tương trợ, chỉ là kế hoạch cuối cùng thất bại. Kết quả, nguyên trưởng môn phái Tuyết Sơn mất tích một cách bí ẩn, phó trưởng môn có hy vọng kế vị nhất lại chết một cách khó hiểu. Những đệ tử có cơ hội cũng bị đuổi xuống núi. Lúc này Băng Vạn Phách mới mượn cơ hội lên vị. Dựa theo thuyết pháp của Tiết Vạn Tinh, bởi vì làm việc không bí mật, dẫn đến kế hoạch của bọn họ bị Băng Vạn Phách lợi dụng, cũng may ông ta cũng không phải không có chút thu hoạch, trở thành đại trưởng lão và phó trưởng môn có thực quyền nhất, vẫn có cơ hội giúp bọn họ lấy được linh mạch, nhưng cần phải yên lặng chờ thời cơ. Cái chờ này tận 40 năm. Tuy nhiên, nhạc trưởng môn tuyệt đối không ngờ rằng kết quả của 40 năm sau lại là như thế. Quả thật khiến cho người ta phải bật cười, ha 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 ha. Phốc, còn chưa cười xong, một thanh đoản kiếm đâm từ phía sau nhạc trưởng môn thấu ngực ra đằng trước. Nhạc trưởng môn phun máu tươi, trong mắt muốn lồi ra ngoài, gương mặt chỉ toàn là vẻ không thể tin nổi. Tiếp theo, một bóng người màu đen chậm rãi hiện ra sau lưng ông ta. Người này một tay cầm kiếm, một tay lục lọi trong ngực nhạc trưởng môn. Ngươi rốt cuộc, nhạc trưởng môn há miệng muốn nói cái gì đó, đáng tiếc khí tức yếu dần, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nên lời. Người đằng sau không hề phát ra âm thanh gì, cho đến khi ông ta lấy ra một chiếc hộp màu đen trong ngực nhạc trưởng môn, ông ta mới cười một tiếng, chà chà, quả nhiên là ngươi mang theo trong người. Sau đó, ông ta rút kiếm khỏi người nhạc trưởng môn, lưỡi kiếm sạch sẽ vô cùng, bên trên không hề có chút vết máu nào. Tiết, Vạn Tinh. Ngươi! Nhạc trưởng môn phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất. Ông ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người sau lưng quả nhiên là Tiết Vạn Tinh. Ha ha! Tiết Vạn Tinh đắc ý vuốt ve cái hộp, cười nói, nhạc trưởng môn, ngươi không phải vẫn luôn muốn linh mạch phái Tuyết Sơn sao? Cái giếng đằng trước đó, mặc dù có thể sử dụng không nhiều, nhưng quả thật nó chính là linh mạch phái Tuyết Sơn. Nhạc trưởng môn nghiến chặt răng, điểm mấy yếu huyệt. Tạm thời cầm máu, ánh mắt oán độc nhìn Tiết Vạn Tinh. Tại sao nét mặt của ngươi không được vui thế? Tiết Vạn Tinh chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm nhạc trưởng môn, cười ha hả, mộng tưởng hơn 40 năm của ngươi, hôm nay đã đạt được ước muốn, vì sao ngươi lại có biểu hiện như vậy? Điều này khiến cho ta cảm thấy rất khó hiểu. Phốc, nhạc trưởng môn há miệng phun máu vào mặt Tiết Vạn Tinh, khó khăn mắng Tiết, Tiết lão cẩu. Ngươi dám giở trò với nhạc gia gia ngươi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chậc chậc, nhạc trưởng môn, ngươi đang ngậm máu phun người đấy. Tiết Vạn Tinh bình tĩnh lau sạch vết máu trên mặt, tiện tay đâm một kiếm xuyên qua cổ họng nhạc trưởng môn, nhưng lão phu rất không thích người khác làm bẩn mặt của ta. Ngươi chết không được yên lành đâu. Nhạc trưởng môn dồn hết khí lực sau cùng cắn Tiết Vạn Tinh một cái. Đáng tiếc, vùng vẫy một hồi, ông ta không còn tiếng thở nữa. Tiết Vạn Tinh chán ghét gạt thi thể nhạc trưởng môn sang một bên, giễu cợt nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi tưởng lão phu là chó săn của các ngươi sao? Băng Vạn Phách thấy người này dần dần đến gần, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Ha ha, băng sư muội, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?
Tiết Vạn Tinh lắc đầu, si tình nói, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào không? Bằng không, tại sao ta lại toàn lực giúp ngươi lên làm trưởng môn 40 năm trước chứ? Thậm chí, ta còn vì ngươi mà đuổi Ninh Vạn Hưu và Bạch Vạn Bang xuống núi. Băng Vạn Phách cười lạnh, ta muốn làm trưởng môn, ai cũng ngăn không được. Ngươi không cần phải làm bộ làm tịch ở đây, ngươi làm chuyện ác xong lại còn đẩy hết lên người của ta. Băng sư muội, ngươi vẫn vô tình như vậy. Nụ cười trên mặt Tiết Vạn Tinh vẫn không giảm, lại còn thở dài, thật ra, năm đó ngươi vừa lên núi là ta đã thích ngươi rồi. Đáng tiếc ngươi lại yêu sư phụ, lão già kia cực kỳ dối trá, ngoài mặt thì làm bộ là một vi sư nhân từ, còn không phải quay người đã cưới ngươi sao. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Khi ông ta bế sinh tử quan, ta đã lén lút phá hủy tất cả cửa ngầm. Băng Vạn Phách mở to mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đã phá hỏng hết tất cả cửa ngầm. Tiết Vạn Tinh cười ha hả, đắc ý nói, lão gia hỏa kia danh xưng cái gì là bán tiên, kết quả còn không phải chết đói à? Cuối cùng, ta lén ném thi thể ông ta xuống cái hồ dưới núi, lại còn buộc ông ta vào một tảng đá nằm yên dưới đáy hồ. 40 năm qua đi, đoán chừng ngay cả xương cốt của ông ta cũng bị ép thành cặn bã. Tên xúc sinh ngươi. Băng Vạn Phách khàn giọng giống lên, ông ấy là sư phụ của ngươi, là sư phụ đã nuôi lớn chúng ta từ nhỏ. Vậy thì thế nào? Tiết Vạn Tinh không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn cười lớn hơn, khi ông ta chết, ta mới biết được thì ra tu tiên chỉ là cầu thí. Cái gì là bán tiên, còn không phải chết đói sao? Cho nên ta cần tìm một con đường khác, chuyện mà ông ta không làm được, ta nhất định phải làm được. Ông ta muốn trường sinh bất tử, nhưng lại chết, còn ta ban đầu không muốn trường sinh bất tử, nhưng ta lại sắp làm được. Băng Vạn Phách khinh thường nói, ngươi làm được cái rắm. Ngươi chính là phế vật, là xúc sinh, là cẩu vật không chút liêm sỉ. Mắng đi, cứ tiếp tục mắng, mắng sao cũng được. Tiết Vạn Tinh càng nghe Băng Vạn Phách mắng lại càng cảm thấy thoải mái, mặc kệ ngươi mắng đến cỡ nào, người thắng lợi cuối cùng còn không phải ta sao? Chỉ sợ chưa chắc. Băng Vạn Phách cười lạnh, Hạ Thiên chưa chết, thậm chí còn quay về. Thì tính sao? Tiết Vạn Tinh dường như đã sớm có sở liệu, khinh thường nói tiểu tử kia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phàm phu tục tử, ta đã sớm chuẩn bị mấy chục viên hỏa thần, còn có Thiên Sơn thần mang Nhạc Vô Nhai mang đến. Ta sẽ cho nổ tung tất cả. Băng Vạn Phách nghe xong, không khỏi biến sắc. Ha ha, một lát nữa thôi, toàn bộ núi tuyết sẽ biến thành hư không. Tiết Vạn Tinh cười ha hả, duy nhất có thể bảo toàn chính là chỗ này, bởi vì nó có long thạch bảo vệ. Băng Vạn Phách nghiến răng nói, người đúng là giỏi tính toán, thậm chí tính mệnh của gần 1000 đệ tử phái Tuyết Sơn ngươi cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Một đám phế vật, chết thì chết thôi. Tiết Vạn Tinh khinh thường nói, chỉ cần ta có thể trường sinh bất tử, mặc kệ là đệ tử hay là nhi nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Băng Vạn Phách lạnh lùng nói, ngươi còn muốn trường sinh bất tử. Tỉnh lại đi, ngươi có biết cái gì đây không? Tiết Vạn Tinh đắc ý giơ cái hộp trong tay cho Băng Vạn Phách xem, linh khí trên trái đất dần dần suy yếu, vì sao phái Thiên Sơn, còn có phái Côn Luân ngày càng cường thịnh. Đó chính là nhờ vào cái đồ trong hộp này. Băng Vạn Phách đương nhiên không biết bên trong có thứ gì nhưng Tiết Vạn Tinh đắc ý như thế, hiển nhiên không phải thứ bình thường. Ha ha ha, ngươi không biết sao? Tiết Vạn Tinh cuồng tiếu, ta sẽ cho ngươi biết bên trong hộp này chứa thứ gì, ta biết bên trong là thứ gì. Lúc này, một âm thanh tương đối xa lạ cắt ngang tiếng cười của Tiết Vạn Tinh. Là ai? Tiết Vạn Tinh giật mình, quát to, ngươi mau cút ra đây cho lão phu. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng bước ra, ta biết thứ trong hộp chính là bột giặt. Ngươi! Tiết Vạn Tinh nhận ra Ninh Nhụy Nhụy, ngươi là cháu gái của Ninh Vạn Hưu. Ngươi không chết sao? Ninh Nhụy Nhụy cười nói, cho dù thi thể của ngươi biến thành tro, ta còn chưa chết đâu. Ha ha, tiểu nha đầu miệng lưỡi bén nhọn, ra ra ngươi không dạy ngươi biết lễ phép sao? Tiết Vạn Tinh nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, nhưng lại cảnh giác nhìn chung quanh. Ninh Nhụy Nhụy đáp, lễ phép là dành cho người, không phải dành cho xúc sinh. Người tìm, ha ha, người muốn dụ lão phu ra tay. Tiết Vạn Tinh giận dữ, đang định ra tay, rất nhanh phát hiện không đúng, lập tức bình tĩnh lại, tiểu nha đầu,
người đã mai phục nhân thủ ở một nơi bí mật gần đây sao? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, đối phó với loại phế vật ngươi không cần mai phục bất cứ kẻ nào. Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi thôi đi. Tiết Vạn Tinh cười khẽ, tự cho là đã nhìn ra được ý đồ của Ninh Nhụy Nhụy, còn nữa, phương pháp che giấu của các ngươi quá lạc hậu. Lúc này, một hắc ảnh tách ra từ trên người Tiết Vạn Tinh, nhanh chóng tan vào trong bóng tối. Sao? Ninh Vọng Hải khinh hô một tiếng, từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Ninh sư đệ, người chưa chết sao? Tiết Vạn Tinh có chút thất vọng lắc đầu, đến trưởng môn phái Côn Luân cũng là phế vật. Ninh Vọng Hải thản nhiên nói, người đừng gọi ta là sư đệ, tên xúc sinh thí sư ngươi không xứng. Lại nữa, Tiết Vạn Tinh lắc đầu, hơi xúc động nói, đến ngươi cũng bị lão già kia tẩy não. Thật ra, ta giết ông ta chính là cứu các ngươi. Chỉ cần ông ta chết, các ngươi mới có thể sống, phái Tuyết Sơn mới có thể sống. Có cần ta nói qua những chuyện xúc sinh mà ông ta đã làm cho các ngươi nghe hay không? Ninh Nhụy Nhụy cười nói, ta không cần. Nếu ta muốn nghe cố sự, thật ra ta có thể tìm ông ta để hỏi thăm. Ha ha, ngươi tìm ông, hả? Tiết Vạn Tinh nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Ninh Nhụy Nhụy, tiểu nha đầu, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đã nói thẳng quá rồi còn gì? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nói, hôm qua ta còn gặp ông ta nữa mà. Đánh giám. Tiết Vạn Tinh lạnh lùng nói, ông ta đã chết cách đây 40 năm rồi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, thế thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đã gặp qua ông ta. Bây giờ ông ta đang ở trong một ngôi làng dưới chân núi tuyết. Đường vào thôn thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng từ dưới đáy Hồ Thấm Nguyệt thì có thể đến đó. Hồ Thấm Nguyệt. Tiết Vạn Tinh giật mình. Đó là cái hồ mà ông ta đã chôn xác sư phụ năm đó, không, không thể nào. Năm đó ông ta bị chết đói. Ta đã kiểm tra qua rất nhiều lần, thậm chí còn đâm ông ta mấy đao, làm sao ông ta có thể sống chứ? Ninh Nhụy Nhụy cười nói, nếu ngươi không tin, bây giờ ngươi có thể đi tìm. Ông ta vẫn còn ở trong cái thôn dưới núi đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiết Vạn Tinh phát hiện ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy trong suốt, không hề có chút tạp chất, hoàn toàn không giống như đang nói dối, nhưng ông ta thật sự không thể tin được lời nàng nói. Ông ta lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu, người đúng là lợi hại, có thể đảo loạn tinh thần của ta. Thiếu chút nữa ta đã mắc bẫy ngươi rồi. Tin hay không tùy ngươi, Ninh Nhụy Nhụy cũng không quan trọng. Tiểu nha đầu, mồm mép của ngươi thật bén nhọn, ta không thể lưu ngươi lại được. Tiết Vạn Tinh nhanh chóng hóa thành tàn ảnh màu đen, vọt đến sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, một kiếm đâm vào hậu tâm của nàng. Bành! Ninh Vọng Hải sớm dự đoán được hành động của Tiết Vạn Tinh, lập tức lao thẳng đến đá bay ông ta. Tuy nhiên, Tiết Vạn Tinh giống như lật đật, một cái bóng bay ra ngoài, sau đó quay ngược trở về đụng bay Ninh Vọng Hải. Phốc! Đoàn kiếm đâm vào hậu tâm, không chút trở ngại mà xuyên thấu qua ngực. Ha 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 ha, hả? Tiết Vạn Tinh cười được mấy tiếng, bỗng nhiên im bặt. Ông ta cúi đầu, một mũi kiếm xuyên qua ngực ông ta. Tiếp theo, một âm thanh lười biếng vang lên, cười đi. Tại sao lại không cười? Tiếp tục cười đi chứ. Lại là ngươi. Tiết Vạn Tinh rút đoạn kiếm ra khỏi ngực, quay lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử ngươi đúng là âm hồn bất tán, vẫn còn chưa chết. Lão ngốc ngươi mới là âm hồn. Hạ Thiên nhếch miệng, ta mới không chết đấy. Tiết Vạn Tinh mò trong ngực mấy viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, máu nhanh chóng ngừng lại. Chỉ là, ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta chuẩn bị nhiều thần hỏa đạn như thế, cùng với Thiên Sơn thần mang, không có lý do gì mà không nổ chết ngươi. Hạ Thiên cười nói, bởi vì loại đan dược dở tệ đó của ngươi vô dụng đối với ta. Ta còn chưa cho phát nổ thần hỏa đạn và Thiên Sơn thần mang mà. Tiết Vạn Tinh rất nhanh nghĩ đến điểm mấu chốt, nhưng gương mặt vẫn không hề có chút hốt hoảng, ngược lại còn kích động, đến Hoàng Viễn Thiệu mà còn là phế vật. Thế trưởng môn phái Côn Luân đâu? Không giết ngươi thì thôi, ngay cả can đảm đồng quy vu tận với ngươi cũng không có. Hạ Thiên nói, cái lão ngu ngốc mà ngươi nói cũng đã chết rồi. Chết thì đã chết, cũng chẳng có gì lớn. Tiết Vạn Tinh vẫn không hề hoảng hốt, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng giết một phế vật thì có thể chống lại lão phu. Lão phu cũng không phải loại phế vật chỉ có hào nhoáng bên ngoài.
Hạ Thiên gật đầu, ngươi không phải phế vật, bởi vì ngươi khả năng ngay cả phế vật cũng không bằng. Rất tốt, rất có tinh thần, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn duy trì được. Tiết Vạn Tinh hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, các ngươi còn bao nhiêu người, không ngại thì đi ra hết đi, đừng ẩn núp nữa. Ninh Vọng Hải nhìn không được liền khuyên, Tiết Vạn Tinh, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Nể tình đồng môn, chúng ta sẽ xử phạt ngươi một cách công chính. Tiết Vạn Tinh nghe xong, bật cười ha hả, Ninh Vạn Hưu, ngươi vẫn giống như hôm nào, hoàn toàn không nhìn rõ thế cục. Bây giờ ưu thế đang thuộc về ta, các ngươi nên khẩn cầu ta rộng lượng thì đúng hơn. Bằng không, ta có thể giết các ngươi bất cứ lúc nào. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy, ngươi là cường giả sao? Ninh Nhụy Nhụy châm chọc, đáng tiếc, ngươi chỉ có một mình, còn chúng ta có đến một nhóm. Ngươi chết sống chống đỡ như vậy có tác dụng gì đâu. Ngươi cho rằng ta chỉ có một mình. Tiết Vạn Tinh nở nụ cười quỷ dị khó lường, tả sư đệ ra đi, ngươi thay ông ta chịu tội mấy chục năm, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra, lờ mờ có hình dáng con người. Nhưng khi người này đến chỗ ánh sáng, bề ngoài lại giống như một con hầu tử màu đỏ. Ninh Vọng Hải nhìn hầu tử màu đỏ, không khỏi ngây người, giống như bị kích thích thật lớn, tả sư đệ. Hắn ta chính là Tả Vạn Đình. Băng Vạn Phách kinh ngạc không thôi, vô cùng phẫn nộ mắng to Tiết Vạn Tinh, người đã luyện hắn ta thành loại quái vật này. Lúc trước có người nói với ta, người luyện cháu gái của mình thành quái vật, ta còn không tin. Bây giờ nhìn thấy, người đúng là xúc sinh. Hạ Thiên ngược lại có chút ấn tượng với người này, chính là lão đầu nhi bị đính trên vách tường băng trong Ẩn Nguyệt Câu. Về phần tại sao lão đầu nhi này sống được, làm thế nào bị biến thành bộ dạng đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú muốn biết. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhớ đến Tuyết Tiên Tử mà nàng gặp ở miếu Tuyết Tiên, không khỏi lạnh lùng nói, thì ra ngươi chính là gia gia của Tuyết Tiên Tử, là kẻ cầm đầu biến cháu gái của mình thành quái vật. Ha ha, tùy các ngươi nói thế nào thì nói. Thần thái Tiết Vạn Tinh tự nhiên, không hề có chút áy náy, có thể được ta lợi dụng chính là giá trị sinh tồn của bọn chúng. Ninh Vọng Hải cảm thấy vô cùng đau lòng, phẫn nộ quát, chuyện năm đó, rõ ràng do một tay ngươi trong bóng tối bày ra. Tả sư đệ đã đủ thảm rồi, tại sao ngươi lại còn đối với hắn ta như vậy? Ngươi có còn là người không? Ninh Vạn Hưu, nhìn dáng vẻ chậm chạp, lề mề của ngươi, ta thật sự chết cười mất. Tiết Vạn Tinh cười ha hả, là hắn ta đến tìm ta. Ta cũng cảm thấy bất ngờ khi hắn ta bị đính ở Ẩn Nguyệt Cốc mấy chục năm mà không chết. Hắn ta nói hắn ta bị Tuyết Hầu Tử ô nhiễm, bảo ta giúp hắn ta nghĩ cách. Là sư huynh đệ với nhau, ta đương nhiên phải giúp hắn ta rồi. Cẩu vật, bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi, thay sư phụ thanh lý môn hộ. Ninh Vọng Hải vô cùng giận dữ, rốt cuộc kìm nén không được, rất nhanh vọt đến trước mặt Tiết Vạn Tinh, nhấc trường bổ vào cổ họng đối phương. Tiết Vạn Tinh nghiêng người né tránh, khinh thường nói, ngươi cho rằng mình là Tuyết Thủ độc hành năm đó sao? Khi nói chuyện, ông ta một chưởng vỗ vào Ninh Vọng Hải. Ninh Vọng Hải kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau lui hai bước. Ngươi dám đánh gia gia của ta, ta giết ngươi. Ninh Nhụy Nhụy vặn người vọt đến trước mặt Tiết Vạn Tinh, nhấc chân quét ngang. Tiết Vạn Tinh tiếp một cước, thiếu chút nữa thở gấp một hơi. Nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có việc gì, Ninh Vạn Hưu, ngươi đấy, lực đạo còn không bằng một phần mười cháu gái của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn trẻ sao? Ninh Vọng Hải lạnh lùng đáp lại. Tiết Vạn Tinh đồng thời ngăn cản công kích của Ninh Vọng Hải và Ninh Nhụy Nhụy, lại còn bày ra dáng vẻ ung dung không vội, ha ha, ta nắm giữ bí pháp có thể trường sinh bất tử. Một lát nữa thôi, các ngươi sẽ trở thành tế phẩm thành tiên của ta. Với tính tình này của ngươi, ngươi đừng hòng thành tiên, ngươi nên ngẫm lại làm sao để thăng thiên đi. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Tả sư đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết chết tiểu tử kia cho ta. Tiết Vạn Tinh nỗ lực ứng phó ông cháu Ninh Vọng Hải và Ninh Nhụy Nhụy, xác thực không thể đối phó Hạ Thiên, đành phải ra lệnh cho Tả Vạn Đỉnh đã đánh mất lý trí. Tuy nhiên, Tả Vạn Đỉnh chỉ khàn giọng giống to, không dám đến gần Hạ Thiên nửa bước. Ngươi sợ cái gì? Tiết Vạn Tinh có chút không hiểu, tiểu tử đó chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, còn ngươi đã có thần lực của ta gia trì, giết 100 hắn cũng dư xài. Hạ Thiên cười nói, ngươi nhiều bức như thế,
tại sao ngươi không dùng thần lực để giết ta đi? Bây giờ còn chưa phải lúc. Ánh mắt Tiết Vạn Tinh có chút lấp lóe, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ, một lát nữa, lão phu sẽ giết chết các ngươi. Nói xong, ông ta lại mắng to Tả Vạn Đỉnh, nếu ngươi không dám giết tiểu tử kia, vậy thì qua đây hỗ trợ. Ngươi thế tội cho Ninh sư huynh mà ngươi kính yêu nhiều năm như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn đòi ông ta một lời giải thích sao? Lần này, Tả Vạn Đỉnh lại phản ứng, cả người giống như một ngọn lửa, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Ninh Vọng Hải, hai tay như chảo, cuồng vũ như gió. Ninh Vọng Hải chỉ có thể lui về phía sau, quát lớn, Tả sư đệ, ngươi tỉnh táo lại đi. Đáng tiếc, Tả Vạn Đỉnh không còn bao nhiêu thần trí, công kích vẫn không ngừng. Ninh Nhụy Nhụy hiển nhiên không thể tùy ý để Tả Vạn Đỉnh công kích ra da của nàng. Nàng bỏ qua Tiết Vạn Tinh, quay sang giúp Ninh Vọng Hải. Lúc này, Tả Vạn Đỉnh lại tách ra mấy cái bóng màu đỏ, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Được rồi, bây giờ xem như rảnh rỗi một chút. Tiết Vạn Tinh thở phào một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, bây giờ ngươi chạy còn kịp. Lão Phu có thể không để ý đến tội trạng của ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi đúng là rất rộng lượng, nhưng ta thì khác. Hôm nay, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Đúng là không biết tốt xấu, vậy để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt Tiết Vạn Tinh lạnh dần, sát tâm nổi lên, các vị liên minh cửu sơn, các ngươi dự định đứng đó xem kịch đến khi nào. Nhạc Vô Nhai đã chết, điều kiện mà ông ta đáp ứng các ngươi, ta nhận hết. Đương nhiên, các ngươi phải thay ta giết chết tên tiểu tử kia. Băng Vạn Phách trầm xuống, nếu đối phó một mình Tiết Vạn Tinh, bà cảm thấy Hạ Thiên khả năng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu các đại diện của Liên minh Cửu Sơn cùng một bọn với Tiết Vạn Tinh, bọn họ chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Muốn chúng ta ra tay cũng được, chỗ tốt mà Nhạc Vô Nhai đã đồng ý phải tăng thêm hai thành. Trong bóng tối vang lên một chất giọng khàn khàn. Tiết Vạn Tinh lạnh lùng nói, ta tăng năm thành cho các ngươi. Các ngươi lập tức giải quyết tên tiểu tử kia ngay. Thời gian của gia tất quý giá, không rảnh ở đây chơi với hắn đâu. Nếu để hắn làm chậm trễ đại sự của A ta, các ngươi cái gì cũng đừng hòng. Được, cứ quyết định như vậy đi. Âm thanh khàn khàn kia đồng ý ngay nhưng cũng cảnh cáo một câu, nếu ngươi đổi ý, vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Mấy thứ đó, lão phu không đến mức không bỏ ra nổi. Tiết Vạn Tinh khinh thường nói, các ngươi cũng muốn trường sinh bất tử mà, nhưng lại sợ nguy hiểm. Bây giờ lão phu thay các ngươi tạo ra một con đường. Nội điểm này thôi, các ngươi cũng nên giúp ta vô điều kiện rồi. Âm thanh khàn khàn kia đáp lại, đạo nghĩa giang hồ, lấy sự tin cậy làm gốc. Ngươi tự tiện giết minh chủ của chúng ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là rộng lượng lắm rồi. Vậy ta tăng gấp đôi điều kiện Nhạc Vô Nhai đã đáp ứng ngươi. Như thế nào? Tiết Vạn Tinh cười nói. Âm thanh kia vô cùng trịnh trọng, phái Tuyết Sơn cũng là một phần của Liên minh Cửu Sơn chúng ta. Để nó không rơi vào tay của tà ma ngoại đạo, chúng ta nghĩa bất dung từ. Không sai, hạng nữ lưu có thể gánh trách nhiệm gì chứ? Lại thêm một âm thanh trong trẻo phụ họa, tu vi Tiết đạo huynh rất cao, đạo hạnh cao thâm, ngươi nên là chủ phái Tuyết Sơn mới đúng. Những người khác đều là tà môn ngoại đạo. Để giữ gìn danh môn chính phái chúng ta nhất định phải thanh trừ. Lại thêm một âm thanh hùng hậu lên tiếng, người nói rất đúng. Các vị, ai lên trước? Tất cả câm miệng cho ta. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, tất cả lên hết đi. Ta không có thời gian nghe các ngươi nhiều lời đâu. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng cực kỳ, đúng là muốn chết. Cho dù giết chết hoàng trưởng môn phái Côn Luân. Ngươi cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Đám người trong bóng tối bị thái độ của Hạ Thiên chọc giận. Không phải giết ai thì mới cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, mà là bởi vì ta đã vô địch thiên hạ, cho nên mới xử lý ông ta. Các ngươi tiến lên hết đi, mặc dù tất cả đều muốn chết, nhưng tốt xấu gì cũng nên lên đường cả đoàn, khi đi đường cũng không cảm thấy cô đơn. Đúng là khinh người quá đáng. Đám người trong Liên minh Cửu Sơn trong nháy mắt nộ khí đan xen, hận không thể xé Hạ Thiên thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Hừ, trưởng môn Hoa Sơn lệnh Hồ Tuyệt sẽ lãnh giáo cao chiêu của ngươi một chút. Âm thanh trong trẻo kia vang lên,
tiếp theo một luồng ánh sáng màu trắng dùng tốc độ cực nhanh đâm vào yết hầu Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 187.